Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 134. Tiêu Phàm một nhóm rời đi, chỉ là lần này lại nhiều tứ đại hỏa ma bộ lạc thần vương cảnh đỉnh phong, cỗ lực lượng này, cơ hồ hoàn toàn có thể quét ngang các đại bộ lạc. Hỏa ma bộ lạc một nhóm, thu hoạch vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, này cũng làm cho hắn đối tiếp xuống kế hoạch muốn tự tin rất nhiều. Sự thật cũng là như thế, tiếp xuống hơn 2 tháng thời gian, Tiêu Phàm lao tới mặt khác 5 cái bộ lạc, có Hùng Lân chấn nhiếp, lại có Hùng Liệt cùng hỏa ma bộ lạc tứ đại thần vương cảnh đỉnh phong uy hiếp, ngũ đại bộ lạc toàn bộ đều đồng ý cùng Tiêu Phàm hợp tác. Đương nhiên, đây chỉ là đầu lưỡi hiệp nghị mà thôi, về phần cuối cùng có thể thành công hay không, vẫn là quyết định đối Tiêu Phàm có thể hay không ma diệt bọn họ thể nội huyết mạch phong ấn. Sự tình rốt cục cáo một giai đoạn, tiếp xuống, liền là chờ Bách Sát Tháp mở ra. Xử lý xong những chuyện này, Tiêu Phàm bọn họ trở lại Thánh Nguyên bộ lạc, đã là tại 3 cái nhiều tháng sau. Hơn 3 tháng này, Tiêu Phàm cũng không buông lỏng tu luyện, một mực ở thử nghiệm sinh tử pháp tắc cùng thời không pháp tắc dung hợp, chỉ là dung hợp hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Một lần lại một lần thất bại, nhưng Tiêu Phàm đều có chút thất vọng. Lão Tam, chúng ta hiện tại còn không đi sao? Nam Cung Tiêu Tiêu không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà còn chuẩn bị đợi ở Thánh Nguyên Thành, căn bản không có tiến về thần ma kiếp chỗ sâu dự định, không khỏi thúc giục nói. Không vội, Bách Sát Tháp còn không có xuất hiện, coi như xuất hiện, ta nhường Hùng Lân đưa chúng ta đi qua cũng kịp. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. So với tiến về thần ma kiếp chỗ sâu săn giết dị ma, Tiêu Phàm càng quan tâm là mình tu luyện. Huống hồ, muốn giết dị ma, về sau tiến vào Bách Sát Tháp. Có là cơ hội. Lão Tam, nếu không ta trước đi qua a, ta chỉ có ở trong chiến đấu, mới có thể nhanh chóng tăng lên ta thực lực. Nam Cung Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm phảng phất, lúc này mới lấy lại tinh thần, đúng vậy a, Nam Cung Tiêu Tiêu tu luyện phương pháp cùng kẻ khác khác biệt, hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ngoại trừ lôi chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc bên ngoài, còn có đấu pháp tắc. Muốn đột phá, liền cần bất tận chiến đấu. Hùng Tứ, Hùng Chiến, hai người các ngươi đi theo lão nhị, ở không có nguy hiểm tính mạng phía trước, các ngươi không cần xuất thủ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nam Cung Tiêu Tiêu muốn mạnh lên, hắn Tiêu Phàm tự nhiên vô điều kiện duy trì, không nên đi ngăn cản. Là, công tử, Hùng Chiến hai người tự nhiên không dám cự tuyệt. Công tử, ta cũng đi theo Nam Cung Huynh đi thôi. Còn có ta. Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần hai người cũng nhao nhao mở miệng nói, bọn họ đều không thích hợp an tĩnh tu luyện. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, tự nhiên cũng không tiện phản đối, cuối cùng, Nam Cung Tiêu Tiêu ba người ở Hùng Chiến cùng Hùng Tứ dưới sự hộ tống rời đi, chỉ có Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lưu lại. Tiêu Phàm rất nhanh liền tiến nhập trạng thái nhập định, vẫn như cũ thử nghiệm dung hợp thời không pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc, đồng thời cũng đang lĩnh ngộ sát lục pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Tu luyện bên trong thời gian luôn luôn qua cực kỳ nhanh, 2 tháng thời gian rất nhanh trôi qua. Oanh, Tiêu Phàm ở trong cung điện, truyền đến một tiếng nổ vang, một cỗ hư vô phong bạo nháy mắt đem cả tòa đại điện bắn cho nát, càng là bao phủ tứ phía bát phương. Công tử, Hùng Liệt đám người chạy tới, trong mắt cũng không có lo lắng, bởi vì cái này đã không phải lần đầu tiên, cách mỗi mấy ngày liền sẽ phát sinh dạng này sự tình. Khụ khụ một trận ho khan vang lên. Phế tích bên trong đi ra một đạo thân ảnh, bộ dáng cực kỳ chật vật, tựa như đã trải qua một trận tuyệt thế chiến đấu một dạng. Tiểu tử, người đến cùng đang chơi cái gì đồ chơi, làm sao đột nhiên ưa thích nổ tung? Bạch Ma đi tới Tiêu Phàm phụ cận, cổ quái hỏi. Này gần nửa năm thời gian, Bạch Ma cũng thành công khôi phục được thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, cả người cũng lộ ra khí phách phong hoa lên. Tất cả mọi người tản đi. Tiêu Phàm nhìn Hùng Liệt bọn họ một cái, sau đó đưa tay vung lên, lại một tòa cung điện xuất hiện ở trên phế tích, Tiểu Bạch, ngươi cùng ta tiến đến. Tiêu Phàm đi vào cung điện, Bạch Ma đi vào theo, Hùng Liệt đám người chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tiểu tử, cùng ta nói một chút, có phải hay không tu luyện gặp gỡ vấn đề? Bạch Ma có chút lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đúng là gặp gỡ một ít vấn đề, Tiêu Phàm hít sâu một cái, đắng chát cười nói. Lập tức đem bản thân muốn dung hợp sinh tử pháp tắc, cùng thời không pháp tắc ý nghĩ cùng Bạch Ma nói một lần, Bạch Ma ngược lại là không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, không phải liền là dung hợp hai loại pháp tắc nha, thiên địa này, có thể dung hợp hai loại pháp tắc chi lực, cũng có không ít. Bạch Ma cười cười nói. À, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trên mặt chán trường cũng nháy mắt biến mất. Ngươi trước đem ngươi tu luyện phương pháp nói với ta một lần. Bạch Ma thần sắc biến trở nên nghiêm nghị, khác không nói, liền là Tiêu Phàm có thể có ý nghĩ này, đều để hắn 10 phần kinh ngạc. Sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vốn là đối lập với nhau, vì dung hợp hai loại tương phản pháp tắc chi lực, ta một mực đang tìm kiếm bọn họ tương tự điểm, hy vọng có thể phù hợp. Tiêu Phàm đem bản thân ý nghĩ chi tiết nói ra. Tất nhiên nhường Bạch Ma chỉ điểm, tự nhiên muốn đem tự mình tu luyện phương pháp nói ra, nếu không Bạch Ma cũng không thể đúng bệnh hốt thuốc. Bạch Ma tử tế nghe lấy, sau nửa ngày Tiêu Phàm mới nói xong, Bạch Ma lộ ra như có điều suy nghĩ, nói, ngươi ngay từ đầu ý nghĩ đã sai lầm rồi, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc cố nhiên là đối lập, nhưng người nào nói cho ngươi thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc là đối lập. Kia, Tiêu Phàm tựa như bỗng nhiên hiểu cái gì, nhưng làm sao cũng bắt không được điểm mấu chốt. Như thế cùng ngươi nói đi, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc bao la vạn tượng, ngươi muốn hai loại pháp tắc dung hợp, đó là không có khả năng, trừ phi ngươi có thể đem một loại pháp tắc tất cả ảo diệu đều có thể lĩnh ngộ. Bạch Ma tiếp tục nói. Ngươi ý là, ta có thể dung hợp chỉ có pháp tắc ảo diệu. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên nói. Trẻ con là dễ dạy. Bạch Ma hài lòng nhẹ gật đầu, một mặt cao thâm khó lường nói, kỳ thật, sinh tử pháp tắc cũng không phải là đối lập, sinh mệnh pháp tắc hàm chứa tử vong chi lực, mà tử vong pháp tắc cũng đồng dạng hàm chứa cực hạn sinh mệnh chi lực, bọn chúng là tương sinh tương khắc. Nhưng mà, làm Bạch Ma lấy lại tinh thần thời khắc, thanh âm lại là két két mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm cũng đã không lại chú ý hắn, lâm vào trạng thái nhập định. Gia hỏa này, Bạch Ma phiền muộn không thôi. Bản thân mới vừa chuẩn bị giả bộ, người nhà tốt xấu cũng cho chút mặt mũi a. Bất quá rất nhanh, Bạch Ma con người hơi hơi co rụt lại, trong mắt đều là kinh ngạc. Chỉ thấy Tiêu Phàm trên người quấn vòng quanh hắc sắc cùng bạch sắc pháp tắc thần liên, cả hai lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, ai cũng không nhường ai. Chậm rãi, hai loại pháp tắc thần liên dĩ nhiên bắt đầu dung hợp, biến thành một loại màu xám đậm. Liên dung hợp, lấy Bạch Ma tâm tính, cũng bị Tiêu Phàm thiên phú kinh khủng cho khiếp sợ đến. Bản thân chỉ bất quá sách điểm một cái mà thôi, hắn dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem hai loại pháp tắc chi lực ảo diệu dung hợp ở cùng một chỗ, đây quả thực liền là tuyệt thế yêu nghiệt a. Bạch Ma ghé vào Tiêu Phàm cách đó không xa, lẳng lặng quan sát đến Tiêu Phàm trên người động tĩnh. Ba ngày nhoáng một cái liền qua, Tiêu Phàm trên người hai loại pháp tắc thần liên cuối cùng hoàn toàn dung hợp ở cùng một chỗ, hai bên cũng không phân ly. Nếu như không cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ cho rằng đây là một loại pháp tắc chi lực. Hô, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, màu xám đậm pháp tắc thần liên lần nữa tách ra, biến thành một đen một trắng hai loại pháp tắc thần liên quấn quanh. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, bản thân sờ lấy thạch đầu qua sông, thăm dò hơn mấy tháng đều không có thành công. Có thể Bạch Ma một câu. Dĩ nhiên nhường bản thân tìm được dung hợp hai loại pháp tắc chi lực điểm mấu chốt. Đây là ngươi ngộ tính. Bạch Ma đắng chát cười một tiếng, nói, đến, để cho ta thử ngươi một chút dung hợp hai loại pháp tắc ảo diệu uy lực như thế nào. Tốt, cẩn thận, Tiêu Phàm cũng đang có ý này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên hai tay kết ấn, chỉ thấy hắn quanh thân trán phóng từng đạo sâu hôi sắc quang mang, phát ra đáng sợ khí tức. Một thoáng thời gian, tất cả sâu hôi sắc quang mang bỗng hội tụ thành một đạo thủ ấn, hướng về Bạch Ma quét ngang mà ra. Bạch Ma cũng đã làm xong phòng thủ chuẩn bị, nhưng cảm nhận được tay kia ấn khí tức, hắn con người hơi hơi co rụt lại. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, màu xám đậm thủ ấn cũng đã quét ngang mà tới, ở hư không nhanh chóng phóng đại, Bạch Ma cảm nhận được một cỗ bàng bạc uy áp, từ trên trời giáng xuống, một loại tử vong uy hiếp nháy mắt bao phủ hắn. Hắn chỗ nào còn dám chần chờ, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân càng là chán phóng một đen một trắng hai loại quang mang, dĩ nhiên cũng là sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Hai loại pháp tắc chi lực xen lẫn, gầm thét, sau đó hóa thành một thanh tuyệt thế thiên đao, hướng về tay kia ấn chém giết mà đi. Trường sinh trảm, Bạch Ma hét lớn một tiếng, tuyệt thế thiên đao gắng sức chém xuống,
cùng Tiêu Phàm thủ ấn đụng vào nhau, hư không bắt đầu lớn sụp đổ, cuồng bạo sinh tử pháp tắc lực lượng bao phủ cả tòa đại điện. Ầm một tiếng kinh lôi nổ vang, Bạch Ma Thiên Đao bỗng nhiên nổ tung, mà Tiêu Phàm thủ ấn lại vẻn vẹn giảm chậm một chút tốc độ, uy áp lại là không giảm mảy may. Bạch Ma trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, sau đó một chảo vung ra, cùng thủ ấn đụng vào nhau. Oanh, to lớn va chạm vang lên, Bạch Ma thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, trực tiếp đập xuyên qua đại điện vách tường, biến mất ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đánh ra thủ ấn cũng đồng thời biến mất. Ách, Tiêu Phàm hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem bản thân bàn tay, hiển nhiên, vừa mới một kích này cũng viễn siêu hắn dự liệu. Hô, một đạo thân ảnh lóe qua, lại là Bạch Ma chật vật chạy về đại điện, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử, người cái này công kích cũng quá biến thái a, ta dùng năm thành thực lực, dĩ nhiên đều không có ngăn trở. Chỉ là năm thành thực lực sao? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Năm thành thực lực ngươi còn muốn như thế nào, bản đế tốt xấu cũng là tuyệt thế thiên tài, hơn nữa lĩnh ngộ cũng là sinh tử pháp tắc, ngươi cái này một kích, chí ít có thể tùy tiện chém giết phổ thông thần vương hậu kỳ. Bạch Ma không khỏi mở ra bạch nhãn, cho rằng Tiêu Phàm được tiện nghi còn khoe mẽ. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một cái, coi như thần vương cảnh đỉnh phong, cũng khả năng ở nơi này một kích phía dưới ăn thiệt thòi, đúng rồi, ngươi cái này một kích. Là dung hợp cái gì pháp tắc ảo diệu? Tử vong pháp tắc là sinh cơ tước đoạt, cùng sinh mệnh pháp tắc sinh cơ trở lại như cũ, ta đem này dung hợp một kích, xưng là bi hoan ấn. Tiêu Phàm hồi đáp, hảo một cái bi hoan ấn, khó trách ta cảm giác đối mặt một kích này thời điểm, thể nội sinh cơ đều bắt đầu chấn động lên, hơn nữa còn sinh ra một loại không hiểu bi thương nỗi lòng. Bạch Ma từ đáy lòng tán thán nói, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tiêu Phàm ngược lại là không có ý tứ sờ lỗ mũi một cái. Vận khí tốt sao, Bạch Ma không phải cho rằng như vậy, hắn cũng không phải một lần hai lần thấy được Tiêu Phàm biến thái thiên phú, lúc này lại nói, đã ngươi dung hợp hai loại ảo diệu, vậy ta cũng cho ngươi một cái đề nghị. Kiến nghị gì, Tiêu Phàm hư tâm đờ sao o. Dung hợp pháp tắc, cũng xưng là dị biến pháp tắc, uy lực còn muốn áp đảo đặc thù pháp tắc phía trên. Nhưng là hắn tu luyện phương pháp nhưng cũng biến 10 phần gian nan. Bạch Ma lộ ra ngưng trọng, trầm giọng nói, tiếp xuống, ngươi có hai loại tu luyện phương pháp, loại thứ nhất là tiếp tục lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc loại thứ hai ảo diệu, sau đó lại dung hợp hai loại pháp tắc ảo diệu, bất quá này độ khó lại là hiện lên bao nhiêu lần tăng. Tiêu Phàm nhíu mày lại, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, hắn vừa mới sở dĩ có thể dung hợp ra bi hoan ấn. Chỉ là bởi vì hắn sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc đều là liên quan tới sinh cơ, cả hai có thể lẫn nhau xác minh. Có thể nếu là tiếp tục lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc loại thứ hai ảo diệu, hai loại này pháp tắc ảo diệu khả năng cũng không có tương thông địa phương, dung hợp được liền cực kỳ phiền phức, thậm chí căn bản không có khả năng. Cho nên, người tiểu tử vận khí cũng xác thực tốt, vẻn vẹn mất 3 ngày liền dung hợp hai loại pháp tắc ảo diệu. Bạch Ma lại cảm thán nói, nếu như ngươi muốn đột phá thần vương cảnh trung kỳ, ta đề nghị ngươi thử nghiệm đệ nhị trọng phương pháp, kia chính là lĩnh ngộ bi hoan ấn đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng dị sắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không sai, chỉ là lĩnh ngộ bi hoan ấn đệ nhị trọng, độ khó cũng đồng dạng không nhỏ, ít nhất phải bằng được lĩnh ngộ hai loại tân pháp tắc ảo diệu muốn khó rất nhiều. Đoán chừng cùng ngươi vừa mới dung hợp độ khó không sai biệt lắm, nhưng so dung hợp hai loại tân pháp tắc ảo diệu muốn dễ dàng. Bạch Ma trịnh trọng gật gật đầu. Nói xong, Bạch Ma lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như ngươi vận khí tốt, cùng ngươi vừa mới một dạng, lĩnh ngộ hai loại pháp tắc ảo diệu là tương thông, liền làm ta không nói. Ta suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, vấn đề này xác thực hẳn là suy nghĩ. Kỳ thật. Người về sau gặp gỡ mặt khác thần vương cảnh cao giai cường giả, rất hẳn là cẩn thận liền là chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc ảo diệu người. Bạch Ma lại nhắc nhở. Tại sao, Tiêu Phàm khó hiểu nói. Cùng một loại pháp tắc ảo diệu, có thể lĩnh ngộ được đệ tam trọng, thậm chí đệ tứ trọng, đều là đại nghị lực hạng người, tuyệt đối so lĩnh ngộ 3 loại cùng 4 loại pháp tắc ảo diệu người muốn cường đại rất nhiều. Bạch Ma trầm giọng nói. Vậy nếu như lĩnh ngộ cùng một loại pháp tắc mấy loại ảo diệu,
hơn nữa đều có thể lĩnh ngộ được đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng đây. Tiêu Phàm cau mày nói. Bạch Ma tức giận chừng Tiêu Phàm một cái, là ta chưa nói, hơn nữa, ngươi nếu là gặp gỡ người như vậy, tốt nhất chạy trốn a. Ta biết, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng lại là thầm nói, chạy trốn, đó là không tồn tại, ta cũng muốn đem bốn loại pháp tắc chi lực, toàn bộ đều lĩnh ngộ được đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng. Cùng Bạch Ma tán gẫu vài câu, lại thỉnh giáo một cái một chút tu luyện kinh nghiệm, Tiêu Phàm lại tiến nhập bế quan trạng thái. Mặc dù dung hợp sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc ảo diệu, nhưng hắn còn có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ảo diệu cần dung hợp. Bách sát tháp tùy thời đều khả năng mở ra, hắn nhất định phải tăng cường bản thân thực lực. Chớp mắt 3 tháng liền qua, cự ly Nam Cung Tiêu Tiêu lúc trước dự tính thời gian, đi qua hơn 9 tháng thời gian. 3 tháng này, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ảo diệu dung hợp. Chỉ là thời không pháp tắc ảo diệu dung hợp độ khó so sinh tử pháp tắc ảo diệu dung hợp muốn chẳng lẽ ít. Tiêu Phàm lĩnh ngộ không gian pháp tắc ảo diệu là không gian xuyên toa, mà thời gian pháp tắc ảo diệu lại là thời gian áp xúc, cả hai dung hợp, lại là khó khăn trùng điệp. Bất quá Tiêu Phàm cuối cùng còn là tìm được một cái phù hợp điểm, kia chính là không gian thu nhỏ, thời gian biến ngắn, cuối cùng dung hợp thành một loại tân pháp tắc ảo diệu, thời không áp xúc. Mà ở trong quá trình này, Tiêu Phàm cũng tương thông bản thân về sau đường nên đi như thế nào. Tất nhiên sinh tử pháp tắc cùng thời không pháp tắc ảo diệu có thể dung hợp, vậy vì sao không đem sinh tử pháp tắc cùng thời không pháp tắc, đều xem như một loại đặc thù pháp tắc đây. Kể từ đó, căn bản là không cần lại đi đơn độc lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc ảo diệu, sau đó lại tiến hành dung hợp, chỉ cần trực tiếp lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc ảo diệu liền có thể. Đồng dạng. Thời không pháp tắc cũng là như thế. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một loại tưởng tượng, phải chăng có thể thành công, kia chính là ẩn số. Hắn chỉ có thể một bên lĩnh ngộ bi hoan ấn cùng thời không áp xúc đệ nhị trọng, một bên lĩnh ngộ tân pháp tắc ảo diệu. Một ngày này, Tiêu Phàm vừa xuất quan, Bạch Ma liền kích động đi tới, tiểu tử, người rốt cục đi ra, bách sát tháp đều mở ra hơn nửa tháng. Bách sát tháp mở ra, Tiêu Phàm mãnh kinh. Hắn một mực đắm chìm ở trong tu luyện, lại là trong lúc nhất thời quên bách sát tháp sự tình. Không sai, Nam Cung tiểu tử bọn họ cũng đã tiến nhập bách sát tháp, đoán chừng cũng đã xông qua mấy tầng. Bạch Ma gật đầu nói. Hùng Lân, đưa chúng ta đi qua. Tiêu Phàm âm thầm cho Hùng Lân truyền âm nói. Hùng Lân rất nhanh chạy tới, lấy hắn đại đế cảnh thực lực, tốc độ tự nhiên muốn so Tiêu Phàm bọn họ nhanh không ít, hơn nữa trên đường đi không người dám cản. Lấy Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tốc độ, đoán chừng nhanh nhất cũng phải 2-3 cái tháng mới có thể chạy tới, nhưng Hùng Lân vẻn vẹn mất 5 ngày mà thôi. Lúc này, Tiêu Phàm bọn họ ở đỉnh một ngọn núi ngừng lại, xa xa nhìn lại, chân trời đen kịt một phiến, sương mù mênh mông, dù là lấy Hùng Lân thực lực, cũng nhìn không thấu mảy may. Bất quá, sương mù, có một tòa huyết sắc cự tháp lại là cực kỳ dễ thấy, huyết sắc cự tháp vô cùng rộng lớn, cả người phát ra huyết sắc quang mang. Cao vút trong mây. Thô sơ giản lược quét một cái, Tiêu Phàm lại là phát hiện, tháp này có vẻ như căn bản liền không có 100 tầng, bại lộ ở trong mắt bọn hắn, nhiều nhất cũng chỉ có 10 tầng mà thôi. Tiểu tử, tháp này thật không đơn giản, phía trên nhất mới là đệ nhất tầng, chúng ta có thể thấy là phía trước 10 tầng, mặt khác 9-10 tầng, trong lòng đất. Bạch Ma nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, híp hai mắt nói. Dạng này a. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Công tử cần phải cẩn thận, những ngày qua, thần ma kiếp tất cả dị ma, hoàn toàn bị giết chóc huyết tháp nuốt vào, bên trong cực kỳ hung hiểm. Hùng Lân cũng nhắc nhở. Khó trách chúng ta trên đường đi không nhìn thấy cái gì dị ma, nguyên lai như thế. Tiêu Phàm phảng phất, nháy mắt hiểu được. Nhân tộc Tam Thiên vực tu sĩ có thể kịp thời chạy tới, cũng đã đều tiến vào nội tháp. Bây giờ không có dị ma quấy nhiễu, người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bạch Ma ngưng tiếng nói. Nơi này mới là chân chính bách sát chiến trường sao? Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, thần sắc cũng biến ngưng trọng lên. Có thể sống sót rời đi bách sát tháp, đoán chừng không đến 1/10, bất quá, có thể sống sót rời đi, 8-9/10 đều có thể đột phá thần vương cảnh. Bạch Ma thế nhưng là thấy qua việc đời người. Nhưng biết được bách sát tháp bên trong tỷ lệ tử vong lúc, cũng là không bình tĩnh. Hùng Lân,
tháp này ngươi hẳn là có chút hiểu rõ a. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Hùng Lân nói, vật này, thế nhưng là hắn sư tôn pháp bảo, Hùng Lân bao nhiêu hẳn là biết rõ một chút. Giết chóc huyết tháp, nguyên bản chỉ là dùng để trấn áp thái cổ thần giới một chút tội nhân, càng hướng xuống tầng, tội nhân thực lực càng mạnh, chỉ là về sau dùng để trấn áp dị ma mà thôi, nghĩ đến cũng là đồng dạng đạo lý. Hùng Lân nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi nói là, này giết chóc huyết nội tháp ngoại trừ dị ma, còn có thái cổ thần giới tội nhân. Tiêu Phàm trên mặt trầm xuống. Nếu như chỉ là dị ma còn tốt, dị ma tuy mạnh, nhưng hắn Tiêu Phàm bởi vì hấp thu đại lượng ma khí nguyên nhân, hắn hiện tại cũng không e ngại, dị ma e ngại hắn còn không sai biệt lắm. Có thể nếu là gặp gỡ tội nhân mà nói, kia kết quả khả năng liền hoàn toàn không giống. Hiện tại hẳn không có, năm đó sư tôn rửa sạch một lần, hơn nữa giết chóc huyết nội tháp có một loại lực lượng, sẽ không ngừng ma diệt bọn họ ý chí. Hùng Lân nói ra, vậy còn tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, thở dài một hơi. Đúng rồi công tử, bách sát tháp phía trước 50 tầng, mỗi một tầng đều chỉ có 4 cái nhập khẩu tiến vào tiếp theo tầng, cho nên phải tất yếu cẩn thận mặt khác tu sĩ, chúng ta thần ma kiếp chủng tộc không cách nào tiến vào, cho nên không cách nào cùng đi công tử. Hùng Lân lại nhắc nhở. Điểm này Tiêu Phàm tự nhiên cũng rõ ràng, nếu như thần ma kiếp địa nhị 18 cái bộ lạc có thể tiến vào bách sát tháp, có lẽ đã sớm có biện pháp giải quyết bọn họ huyết mạch phong ấn. Công tử, ta thượng cổ bạo hùng nhất tộc, liền toàn bộ nhờ ngươi. Hùng Lân hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu nói. Hết sức mà làm, Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó cùng bạch ma đạp không mà lên, bỗng nhiên hướng về bách sát tháp phương hướng bay đi. Theo lấy bọn họ tới gần, một cỗ túc sát chi khí cùng huyết tinh chi khí đập vào mặt, cho người ta một loại tử vong uy hiếp. Sau nửa ngày, hai người lúc này mới đi tới bách sát tháp phía dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên dĩ nhiên trông không đến cuối cùng, bách sát tháp liền giống như lấp kín thiên địa tường hoành ở bọn hắn trước người. Cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, ở bách sát tháp tháp trên người mới, quấn vòng quanh một đạo huyết sắc vũ khí, nhẹ nhàng chạm đến. Sẽ nhộn nhạo một đạo huyết sắc quang mang, liền tựa như thời không gợn sóng đồng dạng, quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Dĩ nhiên ẩn chứa không gian chi lực, màn sáng này lại có truyền tống tác dụng. Tiêu Phàm yên lặng, trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ, kia trong truyền thuyết táng, đến cùng đạt đến như thế nào tầng thứ. Chúng ta xuyên qua đạo màn sáng này, hẳn là đều sẽ truyền tống đến đệ nhất tầng. Bạch ma thần sắc cũng hơi hơi ngưng tụ. Đi thôi. Cũng đã mở ra hơn 20 ngày, nếu ngươi không đi, chúng ta liền không dự được. Tiêu Phàm gật gật đầu, lách mình xuất hiện ở bạch ma trên lưng, sau đó bạch ma chậm rãi hướng đi màn sáng. Nhưng mà, để bọn hắn kinh hãi là, xuyên qua màn sáng một sát na kia, trước mắt bách sát tháp dĩ nhiên biến mất. Bọn họ vị trí địa phương, là một chỗ u ám không gian, bốn phía ma khí quay cuồng, sát lục chi khí nô nước tấp nập, chỉ là khí tức. Liền để Tiêu Phàm cùng bạch ma toàn thân hiện nổi da gà lên. Thật dày đặc sát lục chi khí, Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vòng tà tà tiếu dung. Hắn thế nhưng là lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, ở trong này lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Cẩn thận, dị ma đến, bạch ma trắng Tiêu Phàm một cái, đột nhiên thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm nơi xa chân trời nói. Tiêu Phàm thần sắc run lên, đối mặt dị ma, hắn cũng không dám phớt lờ, dị ma bên trong thế nhưng là không thiếu cao giai thần vương cảnh cường giả. Hai người đề phòng nhìn xem tứ phương, lúc này, từng đạo tiếng hét lớn ở Tiêu Phàm bọn họ bên tai vang lên, tức khắc, phô thiên cái địa hắc ảnh từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đến. Cổ thần cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái, những cái này dị ma, không có hắn tưởng tượng cường đại nhất. Dĩ nhiên cũng chỉ có cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi. Đột nhiên, Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hiểu rõ Tiêu Phàm người đều biết rõ, khẳng định lại người phải xui xẻo. Tiểu tử, người sẽ không muốn đem những cái này dị ma đuổi tận giết tuyệt a? Bạch ma bĩu môi nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Hay là ngươi hiểu ta? Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên vồ giết mà ra, vô tận chi hỏa càng là mãnh liệt tứ phương. Có chút dị ma không sợ lửa, nhưng cũng không phải tất cả dị ma còn không sợ, hơn nữa, bây giờ vô tận chi hỏa, cũng đã đột phá đến thần hỏa cấp bậc. Ở Tiêu Phàm thần lực uẩn dưỡng phía dưới,
tùy thời đều khả năng đột phá thần vương trung kỳ. Vẻn vẹn chốc lát, mấy trăm dĩ ma toàn bộ bị Tiêu Phàm đổ sát không còn một mảnh, hắn bên hông quân công bảng quang mang hừng hực, lấp lóe không ngừng. Mới không đến 30 vạn quân công trị, Tiêu Phàm quét quân công bảng một cái, bĩu môi nói. Nếu như khiến người khác nghe được, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, 30 vạn quân công trị, đây chính là thiên văn sổ tự được a. Một cái cổ thần cảnh tiền kỳ dị ma cũng liền một cái quân công trị mà thôi, cổ thần cảnh đỉnh phong đều chỉ có 4 cái quân công trị. Ngược lại là thần vương cảnh tiền kỳ, có thể đổi lấy 10 cái quân công trị. 30 vạn quân công trị, nếu như toàn bộ là săn giết thần vương cảnh tiền kỳ dị ma mà nói, vậy cũng tương đương với diệt sát dòng dã 3 vạn a, số lượng này là cực kỳ khủng bố. Đây cũng là Tiêu Phàm tại sao thật lâu chiếm cứ quân công bảng đệ nhất danh nguyên nhân một trong, bây giờ hướng Nam Thiên, Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng bọn họ chết rồi, càng thêm không có mấy người có thể cùng hắn tranh nhau. Kỳ thật, Tiêu Phàm đối quân công chỉ cũng không phải đặc biệt quan tâm. Dù sao quân công chỉ tạm thời căn bản đổi lấy không được cái gì thực chất đồ vật. Ngược lại là những cái này dị ma thể nội mệnh ngoại chi khí, Tiêu Phàm không muốn bỏ lỡ, từ tiến vào bách sát chiến trường đến bây giờ, bạch sắc thạch đầu sớm đã phát sinh cực lớn biến hóa, biến càng ngày càng trong suốt sáng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là không nên đem những cái này dị ma đuổi tận giết tuyệt. Bạch ma đi tới Tiêu Phàm bên cạnh nói. Tại sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Người nghĩ a, người muốn là đem những cái này dị ma giết, mặt khác tiến vào bách sát tháp người, chẳng phải là có thể tùy tiện thông qua những cái này cửa ải, đến lúc đó cạnh tranh cũng liền càng lớn. Bạch ma tức giận nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vậy cũng vâng, Tiêu Phàm kéo lấy cái cằm, rơi vào trong trầm tư, bất quá, những cái này dị ma bên trong mệnh ngoại chi khí đối ta có trọng dụng, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Thế thì cũng đúng, người nếu là không sợ cạnh tranh mà nói. Vậy cũng không quan trọng. Bạch ma lơ đễnh nói. Hắn tự nhiên cũng biết rõ mệnh ngoại chi khí tầm quan trọng, đây chính là hiếm có đồ vật, bỏ qua xác thực đáng tiếc. Tất nhiên như thế, vậy liền từng tầng đổ sát a. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Cái gì cạnh tranh, hắn căn bản không lo lắng, bởi vì hắn đối cái gọi là bách sát đế lệnh, cùng tấn thăng cổ vực cơ hội căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Hơn nữa, ở trong giết chóc mới có thể càng tốt lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, này bách sát tháp liền là một cái tốt nhất lĩnh ngộ sát lục pháp tắc địa phương. Nếu là ở thái cổ thần giới, Tiêu Phàm cũng không có khả năng làm được không kiêng nể gì cả đồ sát, nhưng đối những cái này dị ma, Tiêu Phàm lại không có bất luận cái gì cố kỵ. Tiếp xuống mấy ngày, Tiêu Phàm cùng bạch ma đại sát tứ phương, Phàm là gặp gỡ bọn họ dị ma, không có một đầu có thể trốn qua, thật sự là những cái này dị ma thực lực quá thấp. 10 ngày thời gian, một tầng này dị ma hoàn toàn bị Tiêu Phàm tàn sát không còn, cũng may một tầng này tu sĩ rất ít, cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy Tiêu Phàm cùng bạch ma. 10 ngày sau đó, Tiêu Phàm cùng bạch ma hai cái thông qua nhập khẩu tiến nhập đệ nhị tầng, lại là một vòng mới đổ sát bắt đầu. Đệ nhị tầng mạnh nhất cũng chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ, bất quá số lượng lại là nhiều không ít, đồng dạng bỏ ra 10 ngày thời gian, đệ nhị tầng dị ma cơ hồ bị Tiêu Phàm rửa sạch một lần. Đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng. Một mực đến đệ thập tầng, toàn bộ đều đào thoát không được Tiêu Phàm đổ sát. Quá trình này, Tiêu Phàm dòng dã bỏ ra thời gian nửa năm, cũng không biết có bao nhiêu dị ma chết ở trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thể nội bạch sắc thạch đầu hào quang rực rỡ đến cực điểm, nhưng hắn cực kỳ kinh ngạc là, bạch sắc thạch đầu dĩ nhiên lớn hơn một vòng, hơn nữa biến 10 phần nặng nề lên. Chẳng lẽ là hấp thu mệnh ngoại chi khí nguyên nhân? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm hoài nghi. Chém giết những cái này dị ma, dĩ nhiên đối bạch sắc thạch đầu có chỗ tốt, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không nhân từ nương tay. Bất quá, Tiêu Phàm tạm thời không có tiếp tục xuất thủ, diệt 10 tầng dị ma, nhưng hắn đối sát lục pháp tắc cũng có sở minh ngộ, tựa như chạm tới cái gì. Sát lục pháp tắc, quả nhiên chỉ có thể ở trong giết chóc trải nghiệm a, tiểu tử này thiên phú, cũng xác thực biến thái. Bạch ma ở một bên thầm thở dài nói. Cũng liền làm Tiêu Phàm tu luyện thời điểm, thái cổ thần giới, một tòa đại khí bên cạnh bàng bạc ở giữa tòa thành cổ, đứng vững một tòa huyết sắc cổ lão cung điện, phát ra một cỗ túc sát khí hơi. Cung điện phía trên bảng hiệu bên trên, viết mấy cái cầu long to bằng chữ, bách sát các. Bất quá, ở bảng hiệu trong góc,
lại là viết hai cái nhỏ bé chữ, phân các. Huyết sắc đại điện trung ương, lơ lửng một màn ánh sáng, màn sáng phía trên, biểu hiện một cái này danh tự trước sau, đều tồn tại một con số. Màn sáng phía dưới, đứng ở hai cái tu sĩ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn sáng mới. Kiếm Hồng Trần, người này là ai, dĩ nhiên ngắn ngủi nửa năm, từ hơn 50 tên, xông vào top 20. Trong đó một cái bạch bào trung niên tu sĩ hơi hơi kinh ngạc nói. Đoán chừng là cái nào cổ cương thiên tài tên giả A, những cái kia đế vực thiên tài, ta trên cơ bản đều nghe nói qua. Một cái khác hắc bào lão giả lơ đễnh nói. Vậy cũng chưa hẳn, có lẽ là một con hắc mã cũng nói không chừng, vạn năm trước đó, tà thần không phải cũng là yên lặng vô danh A, cuối cùng lại cướp lấy quân công bảng đệ nhất danh, chỉ là đáng tiếc, tà thần chỉ xông qua sát lục huyết tháp 99 tầng mà thôi. Nam tử trung niên lắc lắc đầu nói. Tà thần. Hắc bào lão giả nghe được cái tên này, sắc mặt lóe qua nồng đậm sợ hãi, hít sâu một cái nói, tà thần chính là vài vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài, cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Lão hứa, tiểu lãng, các ngươi lại đem người nào cùng tà thần đánh đồng với nhau đây? Lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm. Bạch bào trung niên nam tử cùng hắc bào lão giả vội vàng quay người, lại là nhìn thấy một cái kim bào trung niên nam tử đi đến. Nam tử khí vũ hiên ngang, không giận tự uy, trên người khí thế càng là bá tuyệt vô cùng. Các chủ, hai người vội vàng hướng nam tử trung niên hành lễ, đôi mắt bên trong đều là kính sợ. Không cần đa lễ, kim bào nam tử khoát khoát tay, làm người lộ ra 10 phần ôn hòa, sang sảng cười nói, các ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây, vừa mới các ngươi nói là cái nào tiểu gia hỏa. Nghe được kim bào nam tử mà nói. Kia bạch bào trung niên nam tử ngược lại cũng không có làm sao câu thúc, chỉ màn sáng một cái tên nói, các chủ, liền là kia hàng hạng 20 kiếm hồng trần. A, kim bào nam tử ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào hạng 20 kiếm hồng trần ba chữ, hơi hơi ngoài ý muốn nói, kiếm hồng trần. Cái tên này còn không chút nghe nói qua, dĩ nhiên chiếm được 50 vạn quân công trị. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bản thân lấy được 50 vạn quân công trị. Dĩ nhiên vẻn vẹn bài danh đệ nhị 10. Các chủ, ta sớm đã chú ý người này nửa năm trước đó, vẫn chỉ là bài danh 52 tên, lúc ấy cũng chỉ có không đến 30 vạn quân công trị. Bạch bào trung niên nam tử ngưng tiếng nói. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, hơn nữa, người này là lệ thuộc về ta man hoang cổ cương vạn la đế vực người. Có ý tứ, kim bào nam tử cũng khẽ mỉm cười nói, một cái đế vực. Có thể sinh ra dạng thiên tài này nhân vật, xác thực cũng coi như khó được. Các chủ, người này cũng không phải đế vực tu sĩ, mà là một cái nhỏ yếu nhất phổ thông địa vực tu sĩ. Nam tử trung niên đắng chát cười nói. Nghe được lời này, kim bào nam tử tức khắc thần sắc cứng lại, nói, khó trách ngươi sẽ đem người này cùng tà thần so sánh, lại nói trở về, kẻ này thật đúng là cùng tà thần có chút tương tự. Nói xong, kim bào nam tử trong đầu hồi tưởng lên một đạo thân ảnh. Đôi mắt bên trong lóe qua nồng đậm chiến ý, bất quá rất nhanh liền biến thành kính sợ. Như vậy đi, sóng thiên, kẻ này đặc biệt tiến vào bách sát các, tiến vào đế cung danh ngạch, cũng có hắn một cái. Kim bào nam tử vô cùng trịnh trọng nói. Các chủ, người cũng quá xem trọng lên tiểu tử này đi, tiến vào bách sát các ngược lại không có gì, nhưng là muốn tiến vào đế cung, cũng quá trò đùa a. Hắc bào lão giả không khỏi hít một hơi lạnh, cực kỳ kinh ngạc nói. Đúng vậy a các chủ, muốn đi vào đế cung, chỉ có nắm giữ bách sát đế lệnh mới có tư cách, một cái đế vực cũng liền có thể đề cử một người, nếu không liền phải kinh lịch thiên tài tư cách chiến, ngài dạng này. Bạch bào nam tử cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhớ năm đó, hắn vì tiến vào đế cung, không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, cuối cùng kém chút cửu tử nhất sinh, mới miễn cưỡng thông qua thiên mới tư cách chiến khảo nghiệm. Nhưng bây giờ... Một cái ở bách sát chiến trường vừa mới hiển lộ thanh danh tiểu tử, dĩ nhiên trực tiếp đặc biệt tiến vào bách sát các không nói, còn được đến đế cung danh ngạch, này khiến hắn như thế nào không hâm mộ đây? Sóng trời ạ, người không phải mới vừa xem trọng tiểu tử này sao? Ngược lại là kim bào nam tử lơ đễnh. Ta xác thực xem trọng hắn, nhân tộc 3000 đế vực, có thể tiến vào top 20, coi như hắn tham gia thiên tài tư cách chiến, cũng có rất lớn hy vọng tiến vào đế cung. Bạch bào nam tử sóng trời gật đầu nói. Dạng này không được sao?
Kim bào nam tử mỉm cười. Thế nhưng là, phía trên quy định, chỉ có quân công bảng top 10, mới có thể trực tiếp tiến vào đế cung A. Sóng trời vẫn còn có chút do dự. Cũng không phải hắn cố ý trở ngại Tiêu Phàm tiền đồ, mà là hắn vốn chính là một cái nghiêm đối kiềm chế bản thân người, khó chịu người khác đi cửa sau. Hừ, hiện tại này bách sát chiến trường, đã sớm bị đám người kia làm chướng khí mù mịt. Kim bào nam tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, những cái này cơ hội, vốn chính là cho cấp dưới đế vực tu sĩ, hiện tại ngũ đại cổ cương, lại là vô liêm sỉ, liền đế vực tư cách đều muốn cướp đoạt. Nghe được kim bào nam tử mà nói, sóng thiên hòa hắc bào lão giả cũng là một trận trầm mặc. Bọn họ rất rõ ràng tiến vào đế cung đại biểu cho cái gì, không chỉ có là vinh dự, còn có đột phá hy vọng. Mỗi một giới bách sát chiến trường, quân công bảng tổng bảng top 10 đều có thể trực tiếp tiến vào đế cung, trước 200 tên, đều có tư cách tham gia đế cung thiên tài tư cách chiến. Có thể những năm gần đây, rất nhiều cổ cương đại gia tộc cùng thế lực, vì lấy được tiến vào đế cung cơ hội, lại là nhường bản thân gia tộc và thế lực đệ tử, tên giả tiến vào bách sát chiến trường, cùng các đại đế vực tranh đoạt top 10. Việc này đám người sớm đã lòng dạ biết rõ, nhưng là khó mà nói cái gì, dù sao, người nào cũng không muốn cùng cổ cương các đại thế lực là địch. Sóng thiên hòa kim bào nam tử trong lòng cũng có chút khó chịu, bọn họ đều là cấp dưới phổ thông đế vực đi lên nhân vật, tự nhiên muốn vì đế vực tu sĩ suy nghĩ. Bất quá bọn họ lại không dám như kim bào nam tử đồng dạng, trực tiếp đem lời này nói ra. Việc này cứ như vậy định, kim bào nam tử khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, sóng thiên, chờ bách sát chiến trường kết thúc, người đi một chuyến vạn la đế vực A, đem tiểu tử này mang về đến. Là, các chủ, sóng trời gật gật đầu, đưa mắt nhìn kim bào nam tử rời đi. Tiểu tử này, thật đúng là nhất phi trùng thiên A. Hắc bào lão giả từ đáy lòng cảm thán nói. Mà lúc này, Tiêu Phàm tự nhiên không biết đã có người để mắt tới hắn, hắn đang ở lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, nội thiên địa bên trong linh hồn bản thể đang nhanh chóng diễn hóa bản thân lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu. Đáng tiếc, sát lục pháp tắc ảo diệu lại không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, mặc dù hắn cũng đã có thể thi triển ra sát lục pháp tắc thần liên, nhưng muốn lĩnh ngộ ảo diệu, lại là muốn hóa thành tính thực chất công kích, đây không phải đồng dạng gian nan. Một tháng sau đó, Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, trong mắt tóe bắn ra hai đạo lệ khí, nói còn chưa đủ, ta cần càng nhiều giết chóc. Dứt lời, Tiêu Phàm đứng dậy, tiếp tục hướng xuống một tầng đi đến, lại một lần đồ sát bắt đầu. Lần này, Tiêu Phàm đồ sát dị ma tốc độ càng nhanh, tầng 11, vẻn vẹn mất 7 ngày thời gian. Tầng 12, 7 ngày. Tầng 13, 7 ngày. Tầng 20, 10 ngày. Dòng dã hơn nửa năm thời gian, Tiêu Phàm cuồng giết 30 tầng, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm diệt sát dị ma hung ác kình, toàn bộ đều dọa cho phát sợ. Vậy đơn giản chính là một đại ma đầu A, ta liền nói phía trước 30 tầng làm sao dị ma như thế thưa thớt, nguyên lai đều bị hắn tàn sát không còn. Đúng vậy A, bằng không lấy chúng ta thực lực, nhiều nhất cũng liền xông đến 30 tầng, nơi này cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma đều rất nhiều. Cũng may người này cũng không đối chúng ta xuất thủ, nếu không mà nói, đoán chừng chúng ta đều phải chết. Đi theo hắn A, chúng ta khẳng định có thể xông càng xa, đế vực cho chúng ta ban thưởng cũng sẽ càng nhiều, hơn nữa về sau cũng có khoác lác vốn liếng. Chỉ là không biết hắn gọi tên là gì, là một vực nào ngoan nhân. Rất nhiều tu sĩ âm thầm nghị luận Tiêu Phàm sự tình, làm hồi tưởng lên Tiêu Phàm đồ sát dị ma một màn lúc, bọn họ trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại tiến nhập trạng thái tu luyện, nửa năm đột sát, không chỉ có nhường hắn quân công trị gia tăng đến hơn 80 vạn, hơn nữa hắn cũng đúng sát lục pháp tắc cũng có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Ong ong một tòa sơn cốc bên trong, đột nhiên chán phóng huyết sắc quang mang, lấy đáng sợ tốc độ hướng về bốn phía bao phủ mà đi, tất cả chạm đến huyết sắc quang mang thảm thực vật, toàn bộ đều nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, sơn cốc chung quanh sơn phong cũng nháy mắt sụp đổ. Gió lớn thổi, hóa thành vô số bụi bặm tràn ngập tứ phương. Chu vi mấy chục dặm phạm vi, nháy mắt biến thành một cái hố to, sâu không thấy đáy. Khá lắm, đây là cái gì sát lục pháp tắc ảo diệu. Bạch ma nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn xem hố to bên trong ngồi xếp bằng hắc bào thân ảnh. Một kích làm vỡ nát chu vi mấy chục dặm tất cả vật chất, uy lực này, cũng không phải bình thường kinh khủng.
Bình thường thần vương cảnh tiền kỳ, ở không gian bích lũy 10 phần kiên cố thái cổ thần giới, cũng có hủy diệt chu vi mấy chục hơn trăm dặm năng lực, nhưng tuyệt đối không thể làm được Tiêu Phàm như thế triệt để, cái này đã vượt quá thần vương cảnh tiền kỳ phạm trù. Cuối cùng thành công, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, thoải mái cười một tiếng, căng cứng dây lòng, cũng rốt cục buông lỏng xuống. Hơn một năm nay thời gian, hắn vẻn vẹn vì lĩnh ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu, không biết chu diệt bao nhiêu dị ma, bây giờ, cuối cùng thành công, này khiến hắn như thế nào không thích đây. Tiểu tử, người đây là cái gì ảo diệu? Bạch ma từ đằng xa bắn ra mà đến, trong mắt lóe qua một cỗ nồng đậm cực nóng, vừa mới hắn cũng bị Tiêu Phàm cử động dọa đến không nhẹ. Bí mật, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không có nói cho bạch ma dự định, trong lòng thầm than, bốn loại pháp tắc chi lực, rốt cục đều lĩnh ngộ ra loại thứ nhất ảo diệu, muốn đột phá thần vương cảnh trung kỳ, liền chỉ cần lĩnh ngộ loại thứ hai ảo diệu, hoặc là nhường loại này ảo diệu đột phá đệ nhị trọng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lúc này mới nói ra, đi thôi, một năm thời gian, mới đến 30 tầng, chúng ta cũng đã kéo không ít người chân sau. Tiêu Phàm tiến vào Bách Sát Tháp đến nay, một mực đang tìm kiếm Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người, có thể này Bách Sát Tháp không gian rất quỷ dị, dĩ nhiên mỗi một tầng không gian đều là phong bế, liền truyền âm ngọc phù đều không dùng đến. Hắn mặc dù lại tu luyện, nhưng là thời khắc lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ an nguy, dù sao, này Bách Sát Tháp, thế nhưng là tụ tập vô số đế vực thiên tài. Giống thiên tinh tử đồng dạng thực lực người, thế nhưng là có khối người, thậm chí càng mạnh cũng không phải không có. Bách Sát Tháp, nhưng không có cấm chỉ giết chóc, ngược lại sùng thượng vũ lực. Đương nhiên, Tiêu Phàm lo lắng nhất cũng không phải mù quáng giết chóc, mà là bảo vật cùng truyền thừa tranh đoạt. Hùng Lân thế nhưng là nói qua, Bách Sát Tháp, đã từng thế nhưng là nhốt rất nhiều phạm nhân, những cái này phạm nhân có rất nhiều đều là mạnh mẽ tuyệt đối hạng người, chết rồi khẳng định lưu lại một chút đồ vật. Không có suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm hướng thẳng đến nơi xa lao đi, tìm kiếm tiến vào đệ tam thập nhất tầng nhập khẩu. Mỗi một tầng nhập khẩu đều không phải đặc biệt rõ ràng, cần bản thân đi tìm kiếm, bất quá lấy Tiêu Phàm bây giờ linh hồn lực lượng, muốn tìm tới nhập khẩu cũng không phải rất khó. Không sai biệt lắm 3 canh giờ sau, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người thành công tiến nhập đệ tam thập nhất tầng, lần này, Tiêu Phàm không có tiếp tục trắng trợn giết chóc dự định. Lĩnh ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu, hắn hiện tại cũng đã không tất yếu trắng trợn mổ giết, coi như giết chóc, muốn lĩnh ngộ loại thứ hai sát lục pháp tắc ảo diệu, hoặc là nhường loại thứ nhất pháp tắc ảo diệu đột phá đệ nhị trọng, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đi đến. Không cần giết dị ma. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người tốc độ tự nhiên sắp tới cực hạn, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, bọn họ liền vượt qua 10 tầng, đi tới đệ tứ 10 tầng. Từ một tầng này bắt đầu, cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma rõ ràng nhiều rất nhiều, hơn nữa yếu nhất đều là cổ thần cảnh hậu kỳ. Cho dù là bình thường thần vương cảnh tiền kỳ, cũng không dám tùy tiện xông loạn, một nhóm cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma, đây chính là có thể gạt bỏ thần vương cảnh. Lấy lão nhị bọn họ thực lực, đoán chừng đã vượt qua 50 tầng A. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tiểu tử, ta cảm thấy nơi này dị ma ngươi có thể thu hoạch một thớt, cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma, thế nhưng là 4 điểm quân công trị. Bạch Ma trêu ghẹo nói. Cũng tốt, Tiêu Phàm 10 phần nghiêm túc gật gật đầu, hí ngược cười nói, tất nhiên như thế, từ giờ trở đi, ta liền sát nhất tầng thả một tầng, bình thường cổ thần cảnh cũng liền không dám tự tiện xông vào. Như thế ý kiến hay. Bạch Ma cười cười nói. Tốt, hiện tại bắt đầu, người cùng ta cùng một chỗ giết, tăng nhanh tốc độ, dù sao người quân công trị đều là về ta. Tiêu Phàm thét dài một tiếng, liền bắt đầu tìm kiếm dị ma. Lần này, có Bạch Ma gia nhập, hai người 3 ngày thời gian, liền đem một tầng này đại bộ phận dị ma tru diệt một lần. Không thể không nói, chém giết cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma, quân công trị thăng không phải bình thường nhanh. Tiêu Phàm quân công trị rốt cục vượt qua 100 vạn. Đi thôi, tiếp theo tầng, Tiêu Phàm lại bắt đầu tìm kiếm tiến vào tầng thứ 41 nhập khẩu. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người ở một phiến trong sa mạc ngừng lại, xa xa nhìn lại, một đạo mấy chục trượng cao cột sáng bắn thẳng đến không trung. Lần này vận khí cũng không tệ lắm, này nhập khẩu dĩ nhiên gần như vậy. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Không kiêng nể gì cả hướng về nhập khẩu bay đi. Cũng liền mấy hơi thở thời gian,
Tiêu Phàm hai người liền đi tới nhập khẩu cách đó không xa, trực tiếp hướng về nhập khẩu lao đi. Hồng hộc, nhưng mà, cũng liền ở lúc này, từng đạo lưu quang ở nhập khẩu biên giới nở rộ, hóa thành một đạo kết giới, đem Tiêu Phàm hai người đẩy lui mà về. Đồng thời, bốn phía từng đạo đao quang kiếm ảnh mãnh liệt mà tới, đáng sợ uy thế xông thẳng Tiêu Phàm hai người mà đến. Hai người bây giờ thế nhưng là thần vương cảnh, tốc độ tự nhiên cực nhanh vô cùng, lắc mình một cái liền tránh thoát tất cả công sát, xuất hiện ở trên trăm trượng bên ngoài. Các ngươi là người nào? Tiêu Phàm lạnh lùng ngắm nhìn qua phía trước, lại là nhìn thấy hạt cát phía dưới, lần lượt từng bóng người nhảy ra ngoài, nhiều đến 12 người. Trong đó có trên người một người khí tức thập phần cường đại, hiển nhiên là một cái thần vương cảnh. Tiểu tử, nghĩ từ nay về sau đi qua, liền phải lưu lại 1.000 vạn thượng phẩm thần thạch, đây là quy củ. Cầm đầu một cái hắc bào trung niên nam tử, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Quy củ, người nào định quy củ? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem hắc bào trung niên nam tử, một cái thần vương cảnh tiền kỳ, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt mình nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Phàm không có xuất thủ, đó là bởi vì hắn đối những người này có một chút hứng thú. Tự nhiên là chúng ta lão đại định quy củ. Hắc bào trung niên nam tử một cái chó săn cười lạnh nói, thức thời một chút, liền lập tức giao 1.000 vạn thượng phẩm thần thạch, nếu không mà nói. Nói đến đây, những người khác toàn bộ đều cười lạnh, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng, trong lúc hô hấp, mười mấy người nháy mắt đem Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vây quanh ở trung ương. Nếu không mà nói như thế nào, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem mấy người, giống như đang nhìn một nhóm đồ đần. Hừ, lão tử hiện tại cải biến chú ý, đem càn khôn giới lưu lại, nếu không chết. Hắc bào trung niên nam tử rất khó chịu Tiêu Phàm thái độ, sát tâm nổi lên. Tất nhiên như thế, vậy ta thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết, lạnh giọng nói, Tiểu Bạch, ngươi không phải nghĩ kiến thức một cái ta lĩnh ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu sao? Sát lục pháp tắc, nghe được lời này, đối diện 12 người sắc mặt rõ ràng biến đổi. Có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đây chính là thần vương cảnh A. Đi mau, hắc bào trung niên nam tử một tiếng quát như sấm, được không do dự hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Tử vong tự khúc, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, chậm rãi nâng lên bàn tay, một đạo huyết sắc quang mang từ bàn tay hắn nở rộ, vô số huyết sắc lưu quang bắn ra, giống như pháo hoa nở rộ đồng dạng, răng đầy mỗi một chỗ không gian. Ngay sau đó, đối diện 12 cái tu sĩ. Bao quát kia hắc bào trung niên nam tử, bỗng đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, dường như thời không dừng lại một dạng. Tiêu Phàm nhìn xem kia 12 đạo thân ảnh, lập tức bàn tay nhẹ nhàng một nắm, ở bạch ma kinh hãi mục quang bên trong đó 11 người toàn bộ đều hóa thành cho bụi, cái gì đều không lưu lại. Chỉ có cái kia hắc bào trung niên nam tử vẫn như cũ sống sót, nhưng hắn cũng máu me khắp người. Bất quá bạch ma biết rõ, không phải Tiêu Phàm giết không chết hắn. Mà là cố ý giữ lại hắn một cái mạng mà thôi. Tha, tha mạng, tha mạng. Hắc bào trung niên nam tử phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, đầu không muốn sống đồng dạng đập ở cát trên mặt đất. Chung quanh hạt cát toàn bộ đều nhuộm thành huyết sắc, màu đỏ tươi vô cùng. A, à, quân công chỉ rốt cuộc lại nhiều. Tiêu Phàm nhìn thấy bên hông quân công bảng trán phóng quang hoa, quét một cái, lại là nhường hắn kinh ngạc không thôi. Quân công chỉ dĩ nhiên nhiều hơn 3 vạn. Vừa mới hắn rõ ràng giết là người A, làm sao sẽ gia tăng quân công chỉ đây? Chẳng lẽ, bách sát tháp giết người, có thể cướp đoạt đối phương quân công chỉ? Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu được, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy cái này bách sát tháp, chẳng phải là cổ vũ nhân tộc tu sĩ tự tương tàn sát. Tuy nhiên hắn không biết quân công trị ngoại trừ ở bách sát chiến trường các đại thành trì mua sắm đồ vật bên ngoài, không biết còn có mặt khác tác dụng, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, vật này khẳng định có chỗ dùng, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Tiền bối tha mạng A. Hắc bào trung niên nam tử nghe được Tiêu Phàm lời nói, tức khắc vô cùng hoảng sợ. Nhìn đến, các người thủ hộ ở chỗ này, cũng không phải là thật muốn 1.000 vạn thượng phẩm thần thạch. Mà là muốn giết ta, chiếm lấy ta quân công chỉ A. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem hắc bào trung niên nam tử nói. Không nói đồng dạng cổ thần cảnh tu sĩ, liền là thần vương cảnh tiền kỳ, cũng chưa hẳn có thể tùy tiện xuất ra 1.000 vạn thượng phẩm thần thạch A. Nếu như không lấy ra được mà nói,
này hắc bào trung niên nam tử một nhóm, nhất định sẽ kiếm cớ giết hắn Tiêu Phàm. Không, không phải, chúng ta chỉ là nói đùa mà thôi. Hắc bào trung niên nam tử nói chuyện đều có chút run lên, sợ hãi đến cực điểm. Trong lòng của hắn cũng là phiền muộn vô cùng, những cái kia thiên tài không phải đều là đã sớm tiến vào bách sát tháp chỗ càng sâu sao, làm sao còn có cường đại như vậy người ở chỗ này đây? Nói đùa, Tiêu Phàm một mặt khinh thường, người muốn giết ta chỉ là cùng ta nói đùa. Lý do này cũng quá gượng ép một chút a. Nói một chút đi, các ngươi vì sao muốn ở trong này ngăn cản người khác? Tiêu Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem hắc bào trung niên nam tử nói, người tốt nhất đừng nói dối, nếu không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Ta, chúng ta là nghĩ cướp đoạt quân công chỉ cùng bảo bối, bách sát tháp, giết chết những người khác, có thể chiếm lấy đối phương trên người tất cả quân công chỉ. Quân công chỉ ở ngũ đại cổ cương có thể đổi lấy các loại công pháp và pháp bảo. Hắc bào trung niên nam tử run run rẩy rẩy nói. Tiêu Phàm lộ ra một bộ hiểu rõ bộ dáng, nếu quả thật là nói như vậy, vậy cái này bách sát tháp có thể so sánh hắn tưởng tượng muốn hung hiểm rất nhiều. Một tầng này là như thế, kia hướng xuống mỗi một tầng, phải chăng cũng có đồng dạng người đâu. Tiền bối, ta nói câu câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt. Hắc bào nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, tức khắc trong lòng có chút phát hoảng. Ta biết rõ ngươi không có nói dối, bất quá, người điểm này tin tức còn không đủ để mua mạng ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ta có thể nói cho tiền bối một bí mật, đổi tiểu nhất đầu mạng nhỏ. Hắc bào nam tử lại nói ra, ngữ khí đều có chút run rẩy. Nói, Tiêu Phàm quát khẽ, hắn cũng không muốn ở trong này lãng phí thời gian. Nghe nói, thiên tinh cổ cương một vị thiên kiêu nhân vật, muốn mang đi thần ma kiếp địa nhị 18 cái bộ lạc. Hắc bào nam tử chỗ nào còn dám do dự, vội vàng nói ra. A, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, này thật đúng là một cái nặng cân bí văn a. Chính hắn đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế mang đi đến cổ bạo hùng chờ 7 cái chủng tộc, thế nhưng là lại không có chút nào biện pháp, có thể dĩ nhiên có người muốn đem 28 bộ lạc đều mang xuất thần ma kiếp. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được tin tức này, cùng một bộ bí pháp có quan hệ, thiên tinh cổ cương thiên kiêu. Thật đang tìm kiếm một bộ kia bí pháp. Hắc bào nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm biến sắc, trong lòng tức khắc kích động lên. Chỉ cần Tiêu Phàm hài lòng, hắn thì có sống sót hy vọng. Bí pháp sao? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, nhìn đến, giải trừ 28 bộ lạc thể nội huyết mạch phong ấn, mấu chốt có lẽ liền là một bộ này bí pháp. Nếu như là người khác nói ra, Tiêu Phàm có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng một cái cổ cương thiên kiêu để lộ tin tức. Vô cùng có khả năng không phải giả. Phốc phốc, đột nhiên, Tiêu Phàm đưa tay một chỉ điểm ra, nháy mắt xuất vào hắc bào trung niên nam tử mi tâm, hắc bào trung niên nam tử tới chết đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại còn là giết hắn. Xem ở bí mật này phân thượng, cho ngươi một cái thống khoái. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, từ đầu đến cuối, hắn liền không có dự định buông tha hắc bào nam tử. Huống chi, cái này sự tình có thể đều có thể nhỏ. Hắn cũng không muốn càng nhiều người biết rõ. Dứt lời, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma liền hướng lấy thứ tiếp theo tầng đi đến. Bạch Ma trầm ngâm nói, tiểu tử, vấn đề này nếu như là nói thật, có lẽ là một cơ hội. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, cười khổ nói, bách sát tháp lớn như vậy, không có dễ dàng như vậy có thể tìm tới kia bí pháp. Muốn giải trừ hùng lân bọn họ thể nội huyết mạch phong ấn, to lớn nhất hy vọng vẫn là thành công đến tầng thứ 100. Này 40 tầng cơ bản đều là cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma, chiếu dạng này tình thế xuống dưới, 50 tầng về sau, thần vương cảnh dị ma đều có không ít, muốn xông qua 100 tầng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch Ma ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết rõ không dễ dàng, nếu không mà nói, cũng không có khả năng trên vạn năm không có người đến qua 100 tầng. Cũng may bách sát tháp cũng không phải 1-2 năm liền sẽ quan bế. Hắn hiện tại còn có đầy đủ thời gian. Bất chi bất giác, hai người tiến nhập 41 tầng, một tầng này nguy hiểm trình độ rõ ràng so 40 tầng nguy hiểm rất nhiều, cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma số lượng lại tăng lên một thành tả hữu. Một tầng này Tiêu Phàm không có động thủ đồ sát dị ma, mà là nhanh chóng tìm kiếm nhập khẩu. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn giết người đoạt bảo a? Bạch Ma chỗ nào không minh bạch Tiêu Phàm tâm tư? Giết chết nhân tộc tu sĩ, quân công chỉ tuyệt đối so chém giết dị ma đến nhanh rất nhiều,
là cá nhân đều sẽ sinh ra dạng này tâm tư. Dạng này đã có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể chiếm lấy quân công trị, không tốt sao? Tiêu Phàm cười cười nói, đương nhiên, ta cũng chỉ giết nên giết người, nếu như đánh chủ ý đánh tới ta trên đầu, ta không để ý sát nhất về. Bạch Ma cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, chỉ có thể âm thầm thay những cái kia cướp đoạt Tiêu Phàm người cầu nguyện. Không bao lâu, Tiêu Phàm hai người rốt cục tìm được thông hướng 42 tầng nhập khẩu, bất quá cũng không có như Tiêu Phàm suy nghĩ như vậy, nơi này không có người mai phục. Kia lối vào, lại là tụ tập vô số tu sĩ, từng đạo ồn ào thanh âm vang lên, rất nhiều tu sĩ biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, này nhập khẩu là ta Đại Hoang Đế vực địa bàn, không phục, có thể lên đến một trận chiến. Thắng ta, liền có thể tiến về 42 tầng, thua, đưa trước 100 vạn thượng phẩm thần thạch. Lần này gặp gỡ là trắng trợn cướp đoạt, Bạch Ma cổ quái nói. Tiêu Phàm lại là trầm mặc không nói, thanh âm này, làm sao có chút quen tai đây. Tiêu Phàm đi theo Bạch Ma chậm rãi đi tới, linh hồn chi lực đảo qua, lại là phát hiện, tụ tập ở cái này nhập khẩu nhân số dĩ nhiên nhiều đến 300.400. Bất quá, đại bộ phận người Tiêu Phàm đều không quen biết, nhưng mà vừa mới người nói chuyện, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra. Thiên Bằng, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm cổ quái nói. Thiên Bằng thực lực Tiêu Phàm vẫn có hiểu rõ, lấy hắn lực lượng, tuyệt đối không có khả năng dừng bước ở 41 tầng. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được Thiên Bằng trên người bạo tạc tính chất lực lượng, đoán chừng cũng đã sớm đột phá đến thần vương cảnh, tăng thêm hắn nhục thân cường độ, cho dù gặp gỡ bình thường thần vương cảnh trung hậu kỳ, đều có sức đánh một trận. Đại Hoang Đế vực đừng quá ngông cuồng, tiến vào bách sát chiến trường thế nhưng là có 63 đế vực cùng cổ vực, Đại Hoang Đế vực cũng chỉ là bài danh trung thượng mà thôi. Không sai, ta chính là Ngàn Mây Đế vực người, Ngàn Mây Đế vực ở 63 đế vực, thế nhưng là bài danh đệ cửu, ngươi dám cản ta Ngàn Mây Đế vực về sau gặp ngươi Đại Hoang Đế vực người, gặp một cái giết một cái. Tốt nhất cút ngay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi lại có thể ngăn lại mấy cái. Đám người tức giận không thôi, từng bước một bước hướng lên trời bằng. Cường đại khí thế nhường mảnh này hư không đều bạo loạn vô cùng. Nhưng mà, Thiên Bằng lại là thần sắc đạm nhiên, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, các ngươi muốn chiến, phóng ngựa tới chính là, không sợ nói cho các ngươi, nơi này mặc dù chỉ có ta một người không sai. Nhưng các ngươi nếu là dám tự tiện thông qua nhập khẩu, bên kia có thể đều là ta Đại Hoang Đế vực người, không tin có thể thử xem, các ngươi mấy trăm người, tổng không thể duy nhất một lần thông qua nhập khẩu a. Thiên Bằng trong mắt đều là uy hiếp ý, đối mặt mấy trăm người cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng là không dám tùy tiện tiến lên, tiến nhập đến nơi này người, đối Bách Sát Tháp ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Bách Sát Tháp mỗi một tầng đều có 4 cái nhập khẩu, nhưng mỗi cái nhập khẩu đều chỉ có thể truyền tống đến tầng tiếp theo cố định địa phương, nơi này chỉ có Thiên Bằng một người không sai, nhưng ai biết 42 tầng có bao nhiêu Đại Hoang Đế vực người đâu. Ai cũng không dám tùy tiện xâm nhập, nếu thật là tiến nhập Đại Hoang Đế vực vòng vây, vậy liền cùng chết không sai biệt lắm. Coi như Thiên Bằng nói là giả, cũng không có ai có thể đi chứng minh, bởi vì những cái này nhập khẩu đều là đơn hướng truyền tống. Một khi tiến nhập tầng tiếp theo, liền không có khả năng rời đi, chỉ có đợi đến Bách Sát Tháp biến mất, cuối cùng mới có thể bị truyền tống ra Bách Sát Tháp. 100 vạn thượng phẩm thần thạch đều không lấy ra được. Cũng muốn từ ta nơi này đi qua. Thiên Bằng khịt mũi coi thường nói, không phải còn có 3 cái nhập khẩu a, các ngươi có thể từ mặt khác mấy cái nhập khẩu tiến vào thử xem. Hừ, ta liền là từ mặt khác 3 cái nhập khẩu chạy đến, nơi đó đều có các ngươi Đại Hoang Đế vực người. Một cái cổ thần cảnh đỉnh phong thanh niên một mặt không cam lòng nói. Nghe được lời này, Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu cái gì, trong lòng thầm nói, khó trách nơi này chỉ có Thiên Bằng một người. Cùng hắn cùng một chỗ bạo quân mấy người, đoán chừng canh giữ ở mặt khác 3 cái nhập khẩu. Tiểu tử, ta dám đánh cược, gia hỏa này tuyệt đối là đang lừa dối người. Bạch Ma âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Những người khác cũng biết rõ hắn đang lừa dối người a, nhưng là Thiên Bằng thực lực không yếu, không mấy cái nguyện ý cùng hắn giao thủ, hơn nữa, một phần vạn Thiên Bằng nói là thật đây. Tiêu Phàm cười thầm nói. Đám người này,
thật đúng là đem Bách Sát Tháp trò chơi quy tắc đều chơi nát a. Bạch Ma cũng âm thầm cảm thán nói, hơn nữa, hắn cũng không thể không thừa nhận, này đúng là một cái lửa thần thạch phương pháp tốt. Đột nhiên, Bạch Ma ánh mắt sáng lên nói, tiểu tử, nếu không chúng ta cũng chơi một cái, này thần thạch không lừa một cái. Có thời gian này, ta còn không bằng nhiều sát nhất chút dị ma. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, trước tiên hủy bỏ ý nghĩ này. Muốn hắn đường đường tu la điện điện chủ đi lắc lư người, dọa dẫm thần thạch, nếu để cho lịch đại tu la điện chủ biết rõ, đoán chừng hận không thể gỡ ra mộ phần ra lão quất hắn một trận. Ô ô, đột nhiên, từng đạo giận minh thanh từ tứ phía bát phương truyền đến, chân trời tựa như nháy mắt biến lờ mờ rất nhiều, đám người chỉ cảm giác tê cả da đầu. Dị ma đến, có người kinh hô lên tiếng. Bọn họ đại bộ phận đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không nhất định là những cái này dị ma đối thủ, tuyệt đối không thể thời gian dài ngốc ở một cái địa phương. Một khi bị dị ma vây công, đến lúc đó muốn chạy trốn đều không thể, nhiều người như vậy, tuyệt đối phải chết một nửa trở lên. Ta tới chiến ngươi, sốt cục, có người không nhịn được, tiến lên một bước, chuẩn bị khiêu chiến thiên bằng. Cùng trời bằng một trận chiến. Nhiều nhất thua giao 100 vạn trung phẩm thần thạch mà thôi, chỉ ít có thể tiến vào tầng tiếp theo bảo trụ tính mệnh. Hiện tại ta cải biến chú ý, muốn đi vào, liền phải giao 100 vạn thượng phẩm thần thạch, một cái đều không thể thiếu. Thiên bằng cười lạnh nói. Ngươi, đám người phẫn nộ vô cùng, cuối cùng, hay là có người khẽ cắn môi, vung ra một mai càn khôn giới nói, nơi này là 300 vạn mai thượng phẩm thần thạch, để cho chúng ta ba người tiến vào. Đây là thông hành lệnh, thiên bằng tiếp nhận càn khôn giới, tiện tay ném ra ba khối bạch sắc ngọc bội. Ba cái kia tu sĩ cũng không quản được này thông hành lệnh thật giả, trực tiếp hướng về nhập khẩu lao đi, lách mình liền không thấy bóng dáng. Mặt khác tu sĩ nhìn thấy ba người rời đi, chỗ nào còn có thể bình tĩnh, nhao nhao lấy ra càn khôn giới, ném cho thiên bằng. Thiên bằng cười không ngậm miệng được, 300.400 người. Mỗi người nộp lên 100 vạn thượng phẩm thần thạch, cộng lại thế nhưng là 3-4 ước a. Dù là hối đoái thành cực phẩm thần thạch, cũng là 300.400 vạn, đối với thần vương cảnh mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Một lát sau, 300.400 tu sĩ toàn bộ đều tiến nhập 42 tầng, thiên bằng trên mặt tràn đầy tiếu dung, khi hắn ngẩng đầu thời khắc, hắn dư quang lại là thấy được hai đạo thân ảnh. Làm sao, các ngươi không muốn đi vào? Muốn bị dị ma giết chết sao? Thiên bằng cười lạnh một tiếng, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Tiêu Phàm cùng Bạch Ma. Chẳng qua là làm hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, hướng hậu phương lùi lại mấy bước, kinh ngạc nói, là ngươi. Thoại âm rơi xuống, thiên bằng xoay người bỏ chạy. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không chạy. Tiêu Phàm nhàn nhạt thanh âm vang lên, hí ngược nhìn xem thiên bằng nói. Thiên bằng vội vàng ngừng thân hình, một mặt nịnh nọt nhìn xem Tiêu Phàm nói, công tử, là ngươi a, những cái này thần thạch, là ta hiếu kính ngài. Dứt lời, thiên bằng đi đến Tiêu Phàm trước mặt, cười nịnh đem trong tay càn khôn giới giao cho Tiêu Phàm. Có vẻ như thiếu một chút a. Tiêu Phàm cũng không khách khí, tiếp nhận càn khôn giới quét một cái, lại là phát hiện, bên trong chỉ có 2 ước tả hữu thượng phẩm thần thạch. Thiên bằng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Chỗ nào còn dám giấu rốt, vội vàng đem còn lại tất cả thần thạch đều giao đi ra. Tiêu Phàm ước lượng lấy trong tay càn khôn giới, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, nói thiên bằng, không nghĩ đến ngươi như thế biết làm sinh ý a, này mua bán rất không sai. Mua bán không sai, thiên bằng trong lòng nhỏ máu, đối với ngươi tới nói, lăng không chiếm được 3-4 ước thượng phẩm thần thạch, mua bán đương nhiên không sai. Chỉ là ta liền thảm rồi, đắc tội nhiều người như vậy. Kết quả là cái gì đều không lấy được. Chỗ nào, ta chỉ là kiếm chút thu nhập thêm mà thôi. Bất quá, thiên bằng mặt ngoài vẫn như cũ cười khúc khích, hắn như thế nào không biết, Tiêu Phàm cũng đã nhìn ra hắn trò vặt. Tiểu tử, tầng tiếp theo sẽ không thật không có các ngươi người a. Bạch Ma mở chừng hai mắt, kinh ngạc nhìn xem thiên bằng nói, các ngươi sẽ không sợ đá trúng thiết bản sao. Tấm sắt, không tồn tại, thiên bằng lắc lắc đầu cười nói. Ta lại không nghĩ qua cùng bọn họ tử chiến, đánh thắng ta, tự nhiên là có thể tiến vào tầng tiếp theo, đánh không thắng, bọn họ lại sao dám đắc tội ta. Bạch Ma nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, có vẻ như thật đúng là chuyện như thế,
bất quá vẫn như cũ có chút không tin tà nói, vậy ngươi kia cái gọi là thông hành lệnh đây? Ngươi chỉ là phổ thông ngọc thạch mà thôi, mấy cái trung phẩm thần thạch liền có thể mua một khối, lại thua vào một đạo ấn ký, vội vàng thời khắc, bọn họ cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Thiên Bằng Tiêu cười nói, còn có thể chơi như vậy. Bạch Ma không khỏi trợn to hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ánh sáng, lại hỏi nói, thông hướng tầng tiếp theo không phải có bốn cái nhập khẩu a, bọn họ có thể từ mặt khác ba cái nhập khẩu đi a. Nếu như mặt khác ba cái nhập khẩu, đều là bọn họ chính mình người đây. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Ách, Bạch Ma dĩ nhiên không biết nói gì. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, như thế một làm, liền lừa hơn ba ức thượng phẩm thần thạch, đây quả thực so với trước đoạt trả lại nhanh a. Đoán chừng hắn nếu là tiến vào tầng tiếp theo, cũng sẽ bị những người kia cho nuốt sống sống sờ sờ mà lột ra. Tiêu Phàm lại không có hâm mộ ý tứ. Những người kia tiến vào tầng tiếp theo, khẳng định biết rõ mình bị lừa, bởi vì nơi đó căn bản liền không có đại hoang đế vực người. Kia những cái này dị ma đây, sẽ không cũng là các ngươi dở trò quỷ a. Bạch Ma nhìn phía xa mãnh liệt mà tới một cỗ cường đại khí tức, nếu như không phải những cái này dị ma chạy tới, những người kia tuyệt đối không có khả năng bạch bạch giao ra 100 vạn thượng phẩm thần thạch. Ha ha, một chút tiểu kỹ xảo. Thiên Bằng nhìn thấy Tiêu Phàm không có tức giận, tức khắc cũng lớn mật, nơi này dị ma, là một loại ma phong yêu nhất mật ong quỳnh thương, rất dễ dàng đem bọn họ dẫn tới. Tiểu tử, bản đế không phục qua người nào, người tính một cái. Bạch Ma không khỏi từ đáy lòng tán thán nói. Tiền bối khách khí, Thiên Bằng ngây ngốc cười nói. Công tử, ngươi làm sao mới đến đây một tầng, Bách Sát Tháp cũng đã mở ra hơn một năm, đồng dạng thần vương cảnh đều chỉ ít tiến vào 50 tầng trở xuống. Nửa đường phát sinh một chút việc tình, Tiêu Phàm cũng không có làm khó Thiên Bằng ý tứ, gia hỏa này thực lực còn là rất không sai, đúng rồi, ngươi có thể thấy được qua ta huynh đệ, liền là cái kia bàn tử. Thiên Bằng tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm trong miệng bàn tử là ai. Lúc trước Nam Cung Tiêu Tiêu ở thời không táng địa đệ tam ải còn cùng hắn diễn một tuồng kịch. Công tử, bọn họ trạng thái sợ không phải rất tốt. Thiên Bằng thần sắc đột nhiên ngưng tụ nói. Tiêu Phàm sắc mặt bỗng trầm xuống, trên người bộc phát ra lạnh lẽo sát ý, lạnh giọng nói có ý tứ gì. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Thiên Bằng hơi hơi động dung, nói, lúc ấy ta theo Thiên Tinh Tử bọn họ cùng một chỗ, gặp Nam Cung huynh, Thiên Tinh Tử dẫn người truy sát bọn hắn. Nói đến nơi này, Thiên Bằng vội vàng giơ tay lên, lập thể nói, công tử, ta dám cam đoan, ta không có đối Nam Cung huynh bọn họ động thủ, hơn nữa, cuối cùng hay là ta vụng trộm cứu bọn họ rời đi. Cũng chính là bởi vì như thế, bị Thiên Tinh Tử nhìn ra một chút đồ vật, Thiên Tinh Tử liền không cho chúng ta đi theo bọn họ tiến vào Bách Sát Tháp chỗ sâu. Tạ, Tiêu Phàm hít sâu một cái, trên người sát khí lặng yên biến mất không cần cảm ơn ta. Ta cũng không quen nhìn Thiên Tinh Tử kia lão tử thiên hạ đệ nhất tác phong mà thôi. Đương nhiên, hắn thực lực xác thực rất mạnh, cho nên thiên gia mới lấy hắn cầm đầu. Thiên Bằng trong mắt lóe qua một tia khó chịu nói, bất quá đối với Thiên Tinh Tử thực lực, hắn vẫn là bội phục. Dừng một chút, hắn lại nói, công tử, người yên tâm, Nam Cung huynh thực lực rất mạnh, Thiên Tinh Tử muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng, đoán chừng hiện tại những cái kia dị ma liền đầy đủ nhường đầu hắn đau. Tiểu tử, Nam Cung tiểu tử thực lực không kém, còn có Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần hai cái kia ra hỏa ở, người bình thường hẳn là không làm gì được bọn họ. Bạch Ma cũng an ủi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng không tin Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Đúng rồi công tử, còn có một việc, là các ngươi Thiên Vũ vực tu sĩ. Thiên Bằng đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nói, nghe nói ngươi diệt hướng Nam Thiên đúng không? Đó là hơn một năm trước sự tình, Tiêu Phàm gật đầu nói. Công tử quả nhiên rời đi, Thiên Bằng tâm phục khẩu phục. Thiên Bằng không khỏi vỗ Tiêu Phàm một kích mông ngựa, bất quá rất nhanh sắc mặt lại là trầm xuống, nhìn đến việc này là thật. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Thiên Bằng hít sâu một cái, nói, Vạn La đế vực, Huyền Nguyệt cổ vực, Thương Vân cổ vực, còn có mặt khác một chút đế vực, một năm trước ở Bách Sát Tháp cùng trên trăm địa vực liên danh. Hạ một cái tuyệt sát lệnh, phàm là Thiên Vũ vực tu sĩ, giết không tha. Tuyệt sát lệnh, Tiêu Phàm sắc mặt biến vô cùng âm trầm, Bách vực liên danh phía dưới tuyệt sát lệnh, này có thể so với một lần trước Vạn La đế vực truy nã còn muốn nghiêm trọng a.
Hắn nguyên bản coi là Vạn La đế vực sẽ chờ Bách Sát chiến trường kết thúc sau mới có thể đối phó bản thân, nhưng hắn không nghĩ đến nhanh như vậy, hơn nữa thế tới hung mãnh. Không sai, liền là Bách vực tuyệt sát lệnh, giết một người liền có thể thu hoạch được hơn ngàn vạn thượng phẩm thần thạch ban thưởng. Vạn La đế vực bọn họ lần này là thật nhẫn tâm, mặt khác, việc này Thiên Tinh Tử cũng có tham dự. Thiên Bằng hít sâu một cái nói, trực tiếp đem Thiên Tinh Tử bán đi. Việc này Thiên Tinh Tử sợ không chỉ là tham dự như thế đơn giản a, hẳn là hắn khởi xướng mới đúng. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, hôm nay Tinh Tử cũng đã tiến nhập hắn tất sát danh sách. Thiên Vũ vực tu sĩ ở tiến vào Bách Sát chiến trường thời điểm, liền bị Huyền Nguyệt cổ vực một lần đồ sát. Lúc đầu còn thừa liền không có mấy. Hiện tại nếu là tiếp tục bị Bách vực tu sĩ truy sát, đến lúc đó có thể sống sót ra ngoài đoán chừng còn thừa không có mấy. Đương nhiên, Tu La Điện tu sĩ ngoại lệ, dù sao, đại bộ phận người vẫn chỉ là thiên thần cảnh phía dưới tu vi, coi như mấy năm này có thể đột phá cổ thần cảnh, có Huyết Vô Tuyệt cùng Thanh Mộc Tuyền bọn họ âm thầm quần nhau, cũng hẳn là có thể trốn qua một kiếp. Công tử, nhưng là sẽ có một ngày. Người đối đại hoang đế vực động thủ, người có thể hay không đủ buông tha ta người nhà. Thiên Bằng đột nhiên hít sâu một cái nói. Người cảm thấy ta có thể sống sót rời đi Bách Sát chiến trường. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Thiên Bằng nói. Không thể không nói, Thiên Bằng người này, vẫn là rất vào Tiêu Phàm mắt, thẳng thắn chân thành, dù là đã từng là địch nhân, Tiêu Phàm cũng không chán ghét hắn. Kẻ khác có lẽ sẽ không, nhưng là ta tin tưởng. Người nhất định có thể sống sót rời đi. Thiên Bằng 10 phần trịnh trọng nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Tiêu Phàm cười một tiếng, nói ta chuẩn bị tiếp tục tiến vào tầng tiếp theo, người có đi hay không? Ta tạm thời liền không đi, trước ở đây bên trong lừa một bút lại nói. Thiên Bằng nhe răng cười nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhìn nơi xa đen nghịt dị ma tới gần, nói muốn hay không giúp ngươi một thanh. Không có việc gì, điểm ấy dị ma, ta có thể giải quyết, huống hồ, ta cũng không muốn giết bọn chúng, còn chờ lấy bọn chúng cho ta kiếm tiền đây. Thiên Bằng một chút không có e ngại ý tứ, đó là ta tự tác đa tình. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó mang theo bạch ma nhảy vào thông hướng 42 tầng nhập khẩu. Tiêu Phàm tiến vào 42 tầng, trên mặt tiếu dung nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh. Tiểu Bạch, chúng ta tách ra tìm lão nhị bọn họ. Mặt khác, phàm là truy sát Thiên Vũ vực tu sĩ người, đều cho ta làm thịt. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, chung quanh hiện lên từng đạo băng xương. Vạn La đế vực cùng Đại Hoang đế vực dám đối Thiên Vũ vực tu sĩ hạ đạt Bách vực tuyệt sát lệnh, Tiêu Phàm chỗ nào còn sẽ cùng bọn hắn khách khí, chí ít, ở nơi này Bách Sát chiến trường, hắn hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Bản đế cũng đã lâu không có động thủ, yên tâm đi, tùy thời dùng truyền âm ngọc phù liên hệ. Bạch ma cười nhạt một cái nói, liền hướng lấy nơi xa lao đi. Lấy hắn tâm tính, giết một chút người liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, đã từng đại đế cường giả, không biết có bao nhiêu sinh linh chết ở trong tay hắn. Có thể nói, mỗi một cái đại đế cường giả, đều là dẫm lên vô số khô cốt đúc thành. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn bạch ma rời đi, sau đó hắn liền hướng lấy một phương hướng khác bay đi. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ thực lực Tiêu Phàm cũng không phải rất lo lắng. Nhưng là, Thiên Vũ vực mặt khác tu sĩ, nếu là tiến nhập 42 tầng, vậy coi như không phải bình thường nguy hiểm. Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả phóng xuất ra linh hồn chi lực, bao phủ chu vi vạn dặm, tất cả sinh linh toàn bộ đều lạc ấn ở trong đầu hắn, đây cũng là tìm kiếm Thiên Vũ vực tu sĩ tốt nhất phương pháp. Lúc trước cứu được Thiên Vũ vực hơn 100 người. Tiêu Phàm đều trên người bọn hắn lưu lại một đạo linh hồn ấn ký, này ấn ký mặc dù không thể truy tung bọn họ tồn tại, nhưng lại có thể khiến cho Tiêu Phàm cảm ứng được bọn họ. Một canh giờ thời gian, Tiêu Phàm cũng đã dò xét 42 tầng 1/3 diện tích, nhưng hắn vẫn như cũ không có nhìn thấy bất luận cái gì Thiên Vũ vực tu sĩ. Hy vọng không có sự tình a, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Đột nhiên, Tiêu Phàm một vỗ trán, nói, không đúng. Có thể xâm nhập 42 tầng, thực lực làm sao cũng phải là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Thiên Vũ vực người chỉnh thể thực lực so yếu kém, đoán chừng ngoại trừ kiếm tử, thì hoàng tử cùng Long Phi Vũ đám người, rất ít có người có thể đạt tới cái này bên trong. Dạng này tưởng tượng, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, Thiên Vũ vực tu sĩ, đoán chừng có thể tiến vào 42 tầng người,
liền 10 cái cũng chưa tới. Chí tạm thời tới nói là không thể nào, trừ phi tiếp qua mấy năm, thiên vũ vực tu sĩ đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí thần vương cảnh, mới có khả năng xâm nhập phiến khu vực này. Tiêu Phàm hít sâu một cái, tiếp tục đem còn lại khu vực dò xét một lần, vẫn như cũ không có phát hiện thiên vũ vực tu sĩ. Lúc này, Bạch Ma cũng bay tới, tiểu tử, không có nhìn thấy thiên vũ vực người, bất quá có mấy người đang tìm kiếm thiên vũ vực người, thuận tiện bị ta làm thịt. Giết thật tốt, Tiêu Phàm trầm giọng nói, dám đối thiên vũ vực tu sĩ hạ đạt bách vực tuyệt sát lệnh, ta liền muốn nhường kia bách vực tu sĩ, đừng mơ có ai sống sót rời đi bách sát tháp. Tiểu tử, người sẽ không sợ kia 100 địa vực trả thù. Bạch Ma cũng bị Tiêu Phàm trên người sát khí làm cho sợ hết hồn. Ta không giết bọn hắn, bọn họ liền sẽ buông tha ta sao? Tiêu Phàm lạnh lùng vô cùng, cái này cường giả vi tôn thế giới, chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Chỉ có giết tới bọn họ sợ hãi, mới có thể để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là sợ hãi. Tất nhiên như thế, kia bản đế cũng phải mau chóng khôi phục lại đại đế cảnh, mặt khác, người cũng tốt nhất tìm tới phá giải Hùng Lân bọn họ huyết mạch phong ấn phương pháp. Bạch Ma ngược lại cũng không sợ phiền phức, thiện ý nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Yên tâm đi, ta biết rõ nặng nhẹ, Tiêu Phàm gật đầu, hai người tiếp tục xâm nhập. Liên tục dò xét mấy tầng, cũng không có phát hiện thiên vũ vực tu sĩ tung tích, bất quá, chết ở Tiêu Phàm cùng Bạch Ma trong tay bách vực tu sĩ lại là không ít. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mỗi lần đều thả một người, để bọn hắn đi cho bách vực tu sĩ viết ra tin tức, để bọn hắn minh bạch châm đối bản thân hạ tràng. Các ngươi nghe nói không? Kiếm Hồng Trần xuất hiện ở bách sát tháp, hơn nữa Phàm là truy sát thiên vũ vực tu sĩ người, hoàn toàn bị hắn chém giết. Không chỉ như thế, kẻ này còn phát ngôn bừa bãi, nếu người nào dám cố ý châm đối thiên vũ vực tu sĩ, hắn gặp một cái, giết một cái. Kẻ này thật đúng là phách lối, coi là đoạt được vạn la đế vực quân công bảng đệ nhất danh, liền có thể không chút kiêng kỵ sao. Bách sát chiến trường, thế nhưng là nhân tộc 3.000 địa vực chiến trường. Nói thì nói như thế, bất quá Kiếm Hồng Trần thực lực lại là cường hoành, hơn nữa nghe nói hắn vượt qua thần vương kiếp, thực lực đồng giai vô địch. Ta còn tưởng rằng Kiếm Hồng Trần biến mất một năm, không dám cùng bách vực là địch đây, không nghĩ đến hắn liền nhanh như vậy đánh trả. Bách sát tháp, khắp nơi đều đang nghị luận lấy Kiếm Hồng Trần tên, mỗi người thái độ đều không giống nhau, có khinh thường, có trào phúng, cũng có kính trọng. Mà lúc này, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người cũng rốt cục đi tới đệ tứ 19 tầng, chém giết một chút phát ngôn bừa bãi muốn đổ sát thiên vũ vực tu sĩ sau, liền hướng lấy đệ ngũ 10 tầng nhập khẩu đi đến. Tiểu tử, một lần này đoán chừng động tĩnh huyên náo không nhỏ a. Bạch Ma nhếch miệng cười nói, tựa như hận không thể Tiêu Phàm đem động tĩnh nháo càng lớn một dạng. Tiêu Phàm lại là không chút quan tâm, sắc mặt âm trầm nói, càng nhiều người biết rõ càng tốt, đừng cho là ta thiên vũ vực người liền chỉ có thể mặc người chém giết. Bạch Ma tán đồng gật gật đầu, nói tiếp xuống là đệ ngũ 10 tầng, một tầng này, cũng xưng là vương nhốt, đồng dạng chỉ có cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Mới có thể tiếp nhận nhập khẩu nghiền sát lực lượng, đại bộ phận tu sĩ đều dừng bước ở đây, chúng ta có cần hay không đi vào trước? Tạm thời không đi vào, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, thiên vũ vực thần vương cảnh 10 phần thưa thớt, đoán chừng cuối cùng đều sẽ tụ tập tại một tầng này đối bọn họ tới nói cũng là nguy hiểm nhất. Vậy chúng ta tổng không thể một mực thủ tại một tầng này a? Bạch Ma biết rõ Tiêu Phàm làm người, đối đãi chính mình người đó là tốt không thể lại tốt. Có thể đối đãi địch nhân, lại là cho tới bây giờ không lưu tình. Quay đầu người thả ra tiếng gió, nhưng tất cả châm đối thiên vũ vực người biết rõ, liền nói ta ở đệ tứ 19 tầng nhập khẩu chờ bọn hắn, nhìn bọn hắn có dám hay không đến. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Bạch Ma cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán cho khiếp sợ đến, này không phải vẻn vẹn là đang gây hấn bách vực A, mà là gây hấn nhân tộc tam thiên vực. Mỗi một tầng đều có 4 cái nhập khẩu. Người chỉ có thể trước mặt một cái nhập khẩu, nếu như bọn họ không dám tới, có thể từ mặt khác 3 cái nhập khẩu tiến vào A. Bạch Ma đột nhiên cau mày nói. Ngươi không phải trận pháp sư sao? Thật không biết ngươi cái này đầu là thế nào lớn? Tiêu Phàm không khỏi mở ra bạch nhãn. Bạch Ma hơi sững sờ, lập tức dùng móng vuốt vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm, 3 cái kia nhập khẩu giao cho bản đế, không phải là đại đế cảnh, tuyệt đối tiến không lên. Này còn không sai biệt lắm,
Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng cười một tiếng, cái này nhập khẩu giao cho ta, người đi giải quyết mặt khác ba cái nhập khẩu. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Ma lưu lại một câu, liền hóa thành một vệt sáng bắn về phía chân trời. Tiêu Phàm nhìn phía xa cột sáng, trên mặt lộ ra một vòng cười tà, Bách Vực Tuyệt Sát lệnh, đã các ngươi muốn chơi, ta liền cùng các ngươi chơi lớn, trước tiên đem các ngươi Bách Vực tu sĩ diệt lại nói. Hai ngày sau đó, đệ tứ 19 tầng, 4 cái nhập khẩu, 3 cái nhập khẩu bị đại trận phong cấm, chỉ có một cái nhập khẩu sông mở ra. Mà cái này nhập khẩu, lại bị một người chiếm lấy, người nào cũng vô pháp thông qua. Đồng thời, một tin tức nhanh chóng truyền khắp Bách Sát Tháp đệ tứ 19 tầng, ở tất cả tu sĩ nhấc lên sóng lớn sóng biển. Hảo một cái kiếm hồng trần, dĩ nhiên phong cấm 3 cái nhập khẩu, hơn nữa còn chiếm đoạt cái cuối cùng nhập khẩu. Hắn đây là nghĩ cùng nhân tộc Tam Thiên Vực là địch sao? Một cái nho nhỏ vô danh địa vực tu sĩ, cũng dám như thế phách lối, thực sự là chán sống rồi. Tự cho là đoạt được Vạn La Đế Vực quân công bảng đệ nhất liền vô địch sao? Chính là, Vạn La Đế Vực ở 63 đại đế vực, chỉ có thể được cho trung thượng mà thôi, có thể nghiền ép hắn có khối người đây. Ta thật đúng là không tin, hắn dám giết ta Bách Vực tu sĩ. Đây là đem chính hắn cùng Thiên Vũ vực hướng trong hố lửa đầy. Đi, chúng ta liền đi chiếu cố hắn, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám động thủ hay sao? Một đám tu sĩ lòng đầy căm phẫn, trùng trùng điệp điệp hướng về Tiêu Phàm vị trí nhập khẩu tiến đến, có thể đạt tới cái này, mỗi một cái đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa, số lượng nhiều đến 500.600 người, coi như đối mặt thần vương cảnh cường giả, cũng có thể không kiêng nể gì cả. Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá thần vương cảnh mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào đây. Một canh giờ sau, liền có 200.300 người tụ tập ở cuối cùng một cái nhập khẩu, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, tùy thời có người từ tứ phía bát phương chạy đến. Nhập khẩu cột sáng bên ngoài, ngồi xếp bằng một cái hắc bào thanh niên, nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho ngoại giới ồn ào vô cùng, hắn cũng bất động mảy may. Hắc bào thanh niên tự nhiên liền là Tiêu Phàm. Ở bên người Tiêu Phàm, nằm sấp một đầu vài trượng bạch sắc sư tử, tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Thực sự là kiếm hồng trần, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là giả hay sao? Coi như kiếm hồng trần lại như thế nào, dám cùng Bách Vực tu sĩ là địch, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Mọi người cùng nhau xông lên, ta liền không tin, hắn thực có can đảm ngăn cản chúng ta. Đoàn người sắc mặt bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá, lại không có một người dám xuất thủ. Dù sao, bọn họ đều biết rõ Tiêu Phàm là thần vương cảnh cường giả. Một nhóm thứ hèn nhát, Bạch Ma con người hé mở, khinh thường phun ra mấy chữ, tựa như nhìn nhiều bốn phía tu sĩ một cái, đều sẽ ộ uế ánh mắt hắn một dạng. Rất nhiều tu sĩ tức khắc phẫn nộ, bị người ở trước mặt mắng thứ hèn nhát, khẩu khí này như thế nào có thể liền như vậy nuốt xuống. Giết cái này nghiệt xúc, có người quát lớn một tiếng, đột nhiên. Năm đạo thân ảnh đồng thời đạp không mà lên, kinh khủng thần lực ở hư không nở rộ, hướng về Tiêu Phàm bọn họ nộ sát mà đi. Tự tìm cái chết đồ vật, Bạch Ma hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại giống như thiên lôi đồng dạng ở đám người bên tai vang lên. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, năm cái kia phóng tới Tiêu Phàm bọn họ người, đột nhiên ngừng thân hình, mặt lộ hoảng sợ, ngay sau đó... từng đạo máu tươi từ bọn họ thất khiếu lưu xuất một chút đến. Phù 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 phù, mấy tiếng ngột ngạt tiếng vang, năm người đồng thời ngã xuống đất không dậy nổi, trên người lại không bất luận cái gì sinh cơ. Chết, giờ khắc này, đoàn người chỉ cảm giác ra đầu tê dại một hồi, ai cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm bên người sư tử dĩ nhiên thật dám giết người. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn cùng nhân tộc Tam Thiên Vực là địch sao? Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, sâu thẳm con ngươi nhàn nhạt đảo qua ở đây 300.400 tu sĩ, nói, Vạn La Đế Vực cùng Đại Hoang Đế Vực, cùng với cấp dưới địa vực không thể vào. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trên mặt lộ ra khó coi, Tiêu Phàm đây là chuẩn bị cắt đứt bọn họ Bách Vực tu sĩ cơ duyên A. Bách Sát Tháp phía trước 419 tầng, mặc dù dị ma thực lực so khá thấp, nguy hiểm không tính quá lớn, nhưng nơi này pháp tắc nồng đậm trình độ. Xa xa không bằng 50 tầng sau đó a. Tiến vào Bách Sát Tháp chỗ sâu, nguy hiểm cố nhiên lớn rất nhiều, nhưng đột phá thần vương cảnh cơ hội cũng càng lớn, cho nên rất nhiều người tình nguyện bốc lên đại nguy hiểm, cũng phải tiến vào 50 tầng sau đó.
50 tầng xưng là vương quan, lần này, chính là cổ thần cảnh tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tốt nhất chi địa, bọn họ tự nhiên sẽ không liền như vậy bỏ lỡ. Kiếm Hồng Trần, ta là đại hoang đế vực người, ta liền không tin, ngươi dám cản ta. Đột nhiên, một cái khôi ngô tu sĩ gạt mở đoàn người, hướng về nhập khẩu đi đến, trên người trán phóng cuồng bạo khí tức. Đây là đại hoang đế vực thiên gia thiên bá, nhục thân bá đạo vô song, có thể so với thần vương cảnh tiền kỳ, hơn nữa, hắn tự thân cự ly thần vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Ha ha, lần này có trò hay nhìn, ta liền không tin, Kiếm Hồng Trần liền thiên gia người đều dám giết. Đoàn người nhận ra khôi ngô nam tử, không ít người trong mắt lộ ra kính sợ, cũng không phải bọn họ cho rằng thiên bá thực lực so Kiếm Hồng Trần mạnh, mà là thiên bá chính là thiên gia người, hơn nữa còn là thiên tài. Nếu như Tiêu Phàm giết thiên bá, đây tuyệt đối là gây hấn thiên gia quyền uy, đem thiên gia vào chỗ chết đắc tội. Phải biết, thiên gia thế nhưng là đại hoang đế vực đệ nhất gia tộc, trưởng quản lấy toàn bộ đại hoang đế vực, hơn nữa bài danh còn ở vạn la đế vực trước đó. Thiên bá nghe được đoàn người nghị luận âm thanh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, thân làm thiên gia thiên tài, hắn quả thật có tự ngạo vốn liếng. Thiên bá từng bước một hướng về nhập khẩu đi đến, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, hắn chắc chắn Tiêu Phàm không dám giết hắn. Tiêu Phàm lặng lặng ngồi ở đó, bất phi sở động, cũng không có đối phó thiên bá ý tứ. Ha ha, lão tử đi vào trước, thiên bá ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đột nhiên tốc độ bạo tăng. Hóa thành một đạo lợi mang phóng tới cột sáng nhập khẩu. Kiếm Hồng Trần, người cũng bất quá như thế. Mắt thấy bản thân sắp tiến vào 50 tầng, thiên bá càng là trương cuồng, lúc này Tiêu Phàm muốn giết hắn cũng chưa hẳn có thể kịp. Hồng Hộc, vừa dứt lời, thiên bá trên mặt tiếu dung két két mà dừng, chỉ thấy một đạo lợi mang bỗng nhiên xuất vào hắn mi tâm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một thoáng thời gian, ở tất cả mọi người kinh hãi mục quang bên trong, thiên bá thân thể bỗng một phân thành hai, máu tươi bạo sái hư không, nhập khẩu cột sáng cũng bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Hắn thực có can đảm, đoàn người có người kinh hãi lên tiếng, ngữ khí đều bắt đầu run rẩy lên. Những người khác tiếu dung cũng két két mà dừng, bọn họ tự cho là Tiêu Phàm không dám giết đại hoang đế vực người, có thể sự tình có vẻ như vượt quá bọn họ dự kiến. Ở trong mắt Tiêu Phàm, có vẻ như cũng không có không dám hai chữ. Một hơi sau đó, thiên bá thi thể rơi xuống, vừa lúc rơi vào cột sáng, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, bị trong cột ánh sáng rảo sát chi lực xoắn thành bột mịn. Tê một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đoàn người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bọn họ lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm cũng không có cùng bọn hắn nói đùa. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, chỉ thấy Tiêu Phàm ngồi ở nguyên địa không nhúc nhích. Nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, thiên bá liền là bị Tiêu Phàm giết chết, chỉ là ai cũng không nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Không muốn hoài nghi ta lời nói tính chân thực, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh nói các ngươi không tin, có thể tiếp tục thử nghiệm, bất quá ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, đi vào chỉ lại là một bộ thi thể. Ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, đi vào chỉ lại là một bộ thi thể. Tiêu Phàm bình thản lời nói. Lại tựa như một đạo như kinh lôi quanh quẩn ở đám người bên tai, giờ khắc này, ai cũng không dám tiếp tục hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Thiên bá chết, nói cho bọn họ, nếu người nào dám sở trường về xâm nhập miệng, Tiêu Phàm tuyệt đối là sẽ không thủ hạ lưu tình. Liền đại hoang đế vực thiên gia người hắn đều dám giết, còn có ai là hắn không dám giết đây? Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, trước mắt gia hỏa này, đây chính là liền hướng nam thiên đều dám giết ma đầu A. Hơn nữa còn có mấy cái cổ vực đế vực thiên tài. Bọn họ những người này, mặc dù đã từng cũng xưng là thiên tài, nhưng là cùng hướng nam thiên so sánh, lại tính được cái gì đâu. Giờ khắc này, toàn trường lạnh ngắt im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, lại không một người tiến đến gây hấn Tiêu Phàm kiên nhẫn cùng quyền uy, bởi vì gây hấn hậu quả, chính là bỏ ra bọn họ tự thân tính mệnh. Kiếm Hồng Trần, ta không phải vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người. Để cho ta đi vào. Lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, lại là một cái hắc bào nam tử chỉ cao khí dương nói. Ta cũng không phải vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực. Còn có ta, ngươi không phải nói chỉ có vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực cùng với cấp dưới địa vực mới không thể đi vào sao?
những người khác cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, cùng Tiêu Phàm ngạnh bính, bọn họ cũng đã không có lá gan này, chỉ có thể cùng Vạn La đế vực cùng Đại Hoang đế vực viết rõ ràng quan hệ. Trong lúc nhất thời, nhiều đến gần 200 người tiến lên, một cỗ đáng sợ uy thế ép hướng Tiêu Phàm. Dù là biết Tiêu Phàm cường đại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không muốn buông xuống bản thân ngạo khí, huống hồ nhiều người như vậy bức bách, Tiêu Phàm tổng không thể đem bọn họ mỗi người đều giết. Ngay sau đó, người càng ngày càng nhiều, mỗi người lá gan cũng càng ngày càng lớn. Ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm nhiều nhất cũng liền dám cùng Vạn La đế vực cùng Đại Hoang đế vực là địch mà thôi, không có khả năng thật cùng nhân tộc Tam Thiên vực là địch. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, một mặt cười tà nhìn xem đám người nói, ta có thể phân không ra các ngươi là Vạn La đế vực cùng Đại Hoang đế vực người, muốn đi vào có thể, cầm một cái Đại Hoang đế vực, hoặc là Vạn La đế vực cùng với cấp dưới địa vực đầu người, đem đổi lấy đi vào tư cách. Đám người nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, mà những cái kia Đại Hoang đế vực cùng Vạn La đế vực người, lại là sắc mặt tái nhợt. Bọn họ như thế nào không biết Tiêu Phàm âm hiểm, đây là muốn mượn mặt khác địa vực tu sĩ tay, diệt sát Vạn La đế vực cùng Đại Hoang đế vực người a. Kể từ đó, căn bản là không cần hắn tự mình động thủ, Tiêu Phàm cũng căn bản không cần thật cùng 3000 nhân tộc địa vực là địch. Dù sao, giống Tiêu Phàm dạng này chiếm lấy một cái nhập khẩu người, không phải ở số ít, mỗi một tầng đều có người như vậy, bọn họ tổng không thể cùng tất cả người như vậy là địch a. Hơn nữa, càng đến Bách Sát Tháp chỗ sâu, thì có càng nhiều người chiếm lấy nhập khẩu, đồng thời thực lực cũng càng cường đại. Dù sao, nhập khẩu khả năng liền đại biểu cho tài nguyên, mỗi người đều có chiếm lấy nhập khẩu ý nghĩ, chỉ là đại bộ phận người thực lực không đủ mà thôi. Tiểu tử này, quả nhiên không chỉ thực lực cường đại, đầu cũng rất khủng bố. Bạch Ma cũng đúng Tiêu Phàm có chút thay đổi cách nhìn triệt để cùng nhau thoạt nhìn. Kiếm Hồng Trần, người thật chẳng lẽ nghĩ cùng nhân tộc Tam Thiên vực là địch hay sao? Một cái tu sĩ bí mật truyền âm, phẫn nộ quát lớn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lờ đễnh nói, cũng không nên cho ta chụp chụp mũ, kẻ khác chiếm lấy một cái nhập khẩu đều là thu lấy thần thạch, ta chỉ bất quá đổi một cái điều kiện mà thôi, chẳng lẽ tất cả chiếm lấy nhập khẩu người đều là cùng nhân tộc Tam Thiên vực là địch sao? Đám người trong lúc nhất thời không biết nói gì, Tiêu Phàm cách làm xác thực không gì đáng trách, hắn cũng không có thu lấy đám người thần thạch, chỉ là muốn Đại Hoang đế vực cùng Vạn La đế vực tu sĩ mệnh mà thôi. Đương nhiên, nếu như không muốn từ nơi này đi vào, ngược lại là còn có một cái biện pháp. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Biện pháp gì, có người không cần nghĩ ngợi hỏi. Mỗi một tầng không phải đều có 4 cái nhập khẩu a, các ngươi có thể từ mặt khác 3 cái nhập khẩu đi vào. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nói. Tất cả mọi người, từ mặt khác 3 cái nhập khẩu đi vào. Cái này hắn nha cũng xem như biện pháp. 3 cái kia nhập khẩu đều bị đại trận phong cấm lấy. Chúng ta đều thử nghiệm vô số lần, dù là mấy trăm cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ, đều anh không ra trận pháp, lại như thế nào đi vào đây? Nếu như có thể đi vào, chúng ta lại còn lại ở chỗ này cùng ngươi giày vò khốn khổ. Cũng khó trách bọn họ phiền muộn, mấu chốt nhất là, bọn họ đều biết rõ mặt khác 3 cái nhập khẩu là Tiêu Phàm phong cấm, Tiêu Phàm nói như vậy, hoàn toàn liền là lại hí ngược bọn họ a. Bạch Ma âm thầm cười trộm, tuyệt đối không nên cùng tiểu tử này là địch, coi như không bị hắn giết chết, cũng sẽ bị hắn tức chết. Đề nghị ta cũng đã cho các ngươi, có cần hay không liền nhìn chính các ngươi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, sau đó một mông ngồi ở một bên thạch đầu. Đám người sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng lại kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, không dám cùng Tiêu Phàm đấu võ mồm, cái này phong tử tên điên thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Rất nhiều người trong lòng xoắn suýt vô cùng, đến cùng ứng không nên chém giết Vạn La đế vực cùng Đại Hoang đế vực người, đổi lấy tiến vào 50 tầng tư cách đây. Nếu là chém giết Vạn La đế vực cùng Đại Hoang đế vực người, nhất định sẽ cùng trên trăm địa vực là địch, thậm chí sẽ bị Thiên Tinh Tử đám người truy sát. Thế nhưng là không giết đi, chẳng lẽ liền từ bỏ tiến vào 50 tầng cơ hội? 50 tầng, thế nhưng là có thể mau chóng đột phá thần vương cảnh a. Hơn nữa cơ hội cũng lớn rất nhiều, bọn họ tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ, dù sao, tiến vào Bách Sát chiến trường người, chính là vì đột phá thần vương cảnh mà thôi. Hừ, ta liền không tin, kiếm của hắn Hồng Trần không muốn xâm nhập Bách Sát tháp chỗ càng sâu, không phải liền là hao tổn thời gian a,
chúng ta liền cùng hắn hao tổn. Có người âm thầm mở miệng nói. Không sai, kiếm của hắn hồng trần, nếu là tiến vào chỗ càng sâu, khả năng đột phá thần vương cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, cùng chúng ta hao tổn ở chỗ này, chờ bách sát chiến trường kết thúc, liền là hắn tử kỳ. Tại một tầng này, ta cũng hẳn là có thể đột phá thần vương cảnh, dù sao ta cũng không có khả năng ở bách sát chiến trường đột phá đại đế, ở nơi này tu luyện a. Đại bộ phận người vẫn là không nguyện ý cùng vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực là địch, tình nguyện ngay ở đệ tứ 19 tầng tu luyện, này cũng làm cho vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực tu sĩ thở dài một hơi. Nếu như mặt khác địa vực người đối bọn họ xuất thủ, bọn họ bách vực tu sĩ có thể tính không được cái gì, dù sao tiến vào bách sát tháp, thế nhưng là nhân tộc tam thiên vực tu sĩ. Một bách vực tu sĩ, ở tam thiên vực tu sĩ trước mặt, lộ ra quá yếu không chịu nổi gió. Tiểu tử, có vẻ như ngươi mưu kế vô dụng a. Bạch Ma nghe được những cái này lời nói, không khỏi lo lắng, bởi vì Tiêu Phàm xác thực không có khả năng cùng bọn hắn ở trong này hao tổn nữa. Yên tâm, ta cũng không có dự định cùng bọn hắn hao tổn. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Bạch Ma nghe vậy, nháy mắt lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, đúng rồi a, ngươi tiểu tử thế nhưng là nắm giữ linh hồn phân liệt năng lực. Nhường một bộ linh hồn phân thân ở trong này bảo vệ là đủ rồi. Ngươi lại đã đoán sai. Tiêu Phàm cười thần bí, yên tâm đi, đợi thêm nửa tháng, ta dám cam đoan, bọn họ đều sẽ không nhịn được xuất thủ. Có đúng không? Bạch Ma nửa tin nửa ngờ, hắn thật đúng là không tin Tiêu Phàm có biện pháp nhường những cái này tu sĩ tự tương tàn sát, hơn nữa còn là ở ngắn ngủi nửa tháng. Tiêu Phàm không nói, trực tiếp nhắm hai mắt, thi triển nhất tâm nhị dụng tiến nhập trạng thái tu luyện. Bạch Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm hồ nghi. Nơi xa, rất nhiều tu sĩ đều không có rời đi, ngay ở nhập khẩu chung quanh giữa rừng núi tu luyện. Không thể không nói, này 49 tầng pháp tắc chi lực cũng được cho nồng nặc, chỉ ít mức thần ma kiếp muốn nồng đậm rất nhiều lần, tự nhiên xa không phải thái cổ thần giới có thể so sánh. Những người này, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, có lẽ thật đúng là có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đột phá đến thần vương cảnh. Nhưng là, Tiêu Phàm sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Đối với Tiêu Phàm tới nói, thời gian mới là quý giá nhất đồ vật, hắn tất nhiên không muốn tự mình động thủ diệt sát vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người, nhưng lại nghĩ hai đại đế vực người chết, tự nhiên có hắn phương pháp. Ba ngày thời gian chớp mắt liền qua, bốn phía tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động. Tức khắc cảm giác trong lòng thư sướng vô cùng. Không cần bị Tiêu Phàm làm vũ khí sử dụng, thậm chí trái lại đem Tiêu Phàm một quân, cái này so với bọn họ đại thắng một trận còn muốn cho người hưng phấn. Ba ngày thời gian, đông đảo tu sĩ cũng chậm chậm tản ra, bọn họ cũng đã làm xong cùng Tiêu Phàm hao tổn nữa chuẩn bị, cuối cùng, chỉ có số ít mấy chục lưu ở cách đó không xa tu luyện. Làm khắp nơi một phiến tĩnh mịch thời điểm, Tiêu Phàm trên người. Đột nhiên toát ra mấy đạo linh hồn lực lượng chỉ là chợt lóe lên. Những người khác căn bản là không có phát hiện, chỉ có Bạch Ma mơ hồ cảm nhận được cái gì, nhưng cũng không thèm để ý. Một lát sau, xa ở mấy vạn bên trong bên ngoài giữa rừng núi, đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh quanh thân ma khí quay cuồng, âm trầm khiếp người, hung mãnh ma khí hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Mấy tức sau đó, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên từng đợt gầm thét thanh âm, toàn bộ không gian đều biến bạo loạn lên. Dị ma, là dị ma. Những cái kia dị ma làm sao sẽ đột nhiên bạo động, chúng ta ẩn núp rất tốt ha, làm sao bị bọn họ phát hiện. Mau trốn, số lượng này, nhiều lắm. Từng đạo kinh khủng thanh âm vang lên, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy giữa thiên địa vô số dị ma nộ khiếu, tựa như nổi điên đồng dạng. Điên cuồng công kích tới tứ chu sơn lâm, cũng mặc kệ sơn lâm bên trong phải chăng có nhân tộc tu sĩ. Bọn chúng hiện tại căn bản không quan tâm giết chóc, mà là đang hủy diệt bọn chúng cảm giác tất cả. Nhân tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, hàng ngàn hàng vạn cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma phát cuồng, này cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận được. Nhanh, tiến vào 50 tầng, chỉ có tiến vào tầng tiếp theo, chúng ta mới có hy vọng. Tiến không lên A, ba cái nhập khẩu bị kiếm hồng trần phong cấm, mà cái cuối cùng nhập khẩu, lại bị hắn chiếm đoạt, trừ phi giết chết đại hoang đế vực cùng vạn la đế vực người, nếu không ai cũng tiến không lên.
Đáng chết, trốn a, một tầng này lớn như vậy, ta liền không tin, chúng ta không phải tiến vào 50 tầng không thể. Sốt ruột, phẫn nộ thanh âm từ sơn lâm bên trong vang lên, lần lượt từng bóng người gấp rút hướng về bốn phía chạy trốn. Bọn họ không muốn bị Tiêu Phàm làm vũ khí sử dụng, ở không có tuyệt vọng trước đó, đều không muốn săn giết vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người. Dạng này sự tình, ở Bách Sát Tháp 49 tầng khắp nơi phát sinh, rất nhiều tu sĩ chết thảm, nhưng đại bộ phận sống tiếp được, chỉ có thể đang chạy trốn trung độ ngày. Theo lấy thời gian đưa đẩy, dị ma cũng không có đình chiến, ngược lại càng thêm phát cuồng lên, giờ khắc này, đông đảo tu sĩ lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Bọn họ không biết những cái này dị ma đột nhiên sẽ phát cuồng, nhưng là, bọn họ muốn ổn định lại tâm thần lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, là tuyệt đối không có khả năng. Không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, tự nhiên cũng liền không cách nào đột phá, bọn họ lúc đầu tự tin bị đánh nát. Ở 49 tầng, là tuyệt đối không có khả năng đột phá thần vương cảnh, vậy liền chỉ có tiến vào 50 tầng. Dòng dã 10 ngày, dị ma điên cuồng tàn sát 10 ngày, này 10 ngày, Bách Sát Tháp 49 tầng quần ma loạn vũ, không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay dị ma, đẫm máu giáo huấn nói cho bọn hắn, này 49 tầng cũng đã không tiếp tục chờ được nữa. Một phiến giữa rừng núi, 5-6 cái tu sĩ đang nhanh chóng chạy trốn, hậu phương có vài chục đầu dị ma điên cuồng truy sát bọn hắn, mấy người áo bảo bị máu tươi nhuộm đỏ, bộ dáng 10 phần chật vật. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Vậy làm sao xử lý, chúng ta lại không muốn bị kiếm hồng trần lợi dụng. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, nhiều như vậy dị ma truy sát chúng ta là trốn không thoát. Dù sao vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người cũng đều phải chết, chúng ta giết bọn họ mà nói, lại là có sống sót cơ hội. Không sai, chúng ta muốn sống sót, vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người chết, tổng so với chúng ta chết tốt. Năm cái tu sĩ hoang mang vô cùng, trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, cuối cùng toàn bộ đều làm một cái quyết định, tập thể săn giết vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người. Không chỉ đám bọn hắn. Mặt khác rất nhiều tu sĩ cũng đồng dạng như thế, bọn họ bị dị ma đuổi theo trời không đường, xuống đất không cửa, duy nhất đường ra liền là tiến vào 50 tầng. Mà tiến vào 50 tầng duy nhất biện pháp, liền là chém giết vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người, dùng đầu người đổi lấy tư cách. Bọn họ liền là vạn la đế vực người, đừng để bọn hắn chạy. Mấy cái này là huyền nguyệt cổ vực, làm thịt bọn họ, chúng ta mấy cái liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Thực sự là trời không vong ta, dĩ nhiên để cho ta gặp được đại hoang đế vực người. Tiếp xuống 2 ngày thời gian, đầu đầu cũng có các vực tu sĩ truy sát vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực cùng với cấp dưới địa vực tràng cảnh, kêu rên khắp nơi. Bọn họ không phát hiện là, 2 ngày này thời gian, 49 tầng tất cả dị ma đều quỷ dị yên tĩnh trở lại, không có tiếp tục đối bọn họ xuất thủ. Thế nhưng là, bọn họ vì sống sót, cũng đã quên hết tất cả. Chỉ muốn chém giết vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực tu sĩ, dùng đầu người đổi lấy sống sót tư cách. Giết chóc đang tiếp tục, bất quá lần này, lại không phải dị ma châm đối nhân tộc tu sĩ, mà là nhân tộc tu sĩ điên cuồng công sát vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người. Nhân tộc hung hoành lên, có thể so sánh dị ma muốn điên cuồng rất nhiều, bọn họ nghiễm nhiên mới là chân chính quần ma. Mà lúc này, thông hướng 50 tầng nhập khẩu vị trí. Tiêu Phàm vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, đối ngoại giới sự tình mắt điếc tai ngơ. Tiểu tử, cũng đã nửa tháng, có vẻ như ngươi kế hoạch thất bại a, chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị cùng bọn hắn hao tổn nữa? Bạch ma nhíu mày, nó cũng không muốn ở trong này hao tổn nữa. Cái này không tới rồi sao? Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn qua nơi xa nói. Bạch ma theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại. Lại là nhìn thấy mấy đạo chật vật thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, nhanh chóng rơi xuống Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa. Kiếm công tử, đây là vạn la đế vực tu sĩ đầu người, chúng ta có thể tiến vào tầng tiếp theo sao? Cầm đầu một người cung kính nhìn xem Tiêu Phàm nói, lại không trước đó ngạo nghễ ý. Ách, Bạch Ma nhìn thấy, trực tiếp trợn tròn mắt. Bạch Ma một mặt kinh ngạc nhìn xem người tới, hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn một mực hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Kia nơi nào sẽ nghĩ đến, thật có người dẫn theo vạn la đế vực tu sĩ đầu người tới gặp. Hơn nữa, những người này thái độ tốt lạ thường, lại không trước đó cường ngạnh cùng ngạo khí.
thời gian nửa tháng, làm sao nhường những người này phát sinh lớn như vậy biến hóa đây? Bạch Ma trong lòng cực kỳ không giải, đành phải mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng Tiêu Phàm. Không thể, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra ba chữ, thần sắc không hề bận tâm. Mấy người tức giận vô cùng, nhưng giờ phút này cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ đắc tội Tiêu Phàm cái này sát thần. Trong đó cầm đầu một người lấy dũng khí nói, vì cái gì? Đó là nửa tháng trước điều kiện, hiện tại muốn đi vào, còn phải lưu lại trên người một nửa giá trị đồ vật. Tiêu Phàm nói ra, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng cười lạnh. Các ngươi trước đó không phải cường thế, bá đạo sao? Hiện tại biết rõ 49 tầng nguy hiểm, liền buông xuống bản thân ngạo khí. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không cho rằng mình là một cái thiện nhân, nhưng ở nơi này mạnh được yếu thua thế giới, hắn bây giờ hiểu một cái đạo lý, chỉ có so kẻ khác cường thế hơn, mới có thể cho người sợ hãi. Mấy người trầm ngâm lúc này, cuối cùng khẽ cắn môi, cầm đầu một người nói, chúng ta nguyện ý kính dâng một nửa giá trị bản thân. Đem càn khôn giới cho ta, Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu. Kiếm Hồng Trần, người đừng được tiến thêm thước, có một người hầm hầm giận dữ, bản thân mấy người cũng đã nguyện ý nhượng bộ một bước, Tiêu Phàm nhưng từng bước ép sát, hắn rốt cục không nhịn được. Lại nói nhảm, ta muốn các ngươi trên người tất cả mọi thứ. Tiêu Phàm trong mắt tóe bắn ra một đạo hung quang, dọa đến mấy người run run một cái. Đem càn khôn giới cho hắn. Cầm đầu nam tử hít sâu một cái, gỡ xuống trên tay càn khôn giới, ném cho Tiêu Phàm. Tốt nhất đừng ra vẻ, nếu là ta phát hiện các ngươi có chỗ giữ lại, vậy cũng chớ muốn tiến vào tầng tiếp theo. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Mấy người nhìn thấy, chỗ nào còn dám có mặt khác tâm tư, nhao nhao lấy ra càn khôn giới ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, quét càn khôn giới một cái, sau đó từ bên trong lấy ra một nửa giá trị đồ vật. Lại đem càn khôn giới còn cho mấy người. Nhưng mấy người thở phào là, Tiêu Phàm cũng không có làm tuyệt, thật chỉ là cầm một nửa giá trị đồ vật mà thôi. Mời đi, Tiêu Phàm nghiêng thân thể, nhường ra một con đường đến. Mấy người chỗ nào còn dám do dự, vội vàng hướng về nhập khẩu bay đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tiểu tử, ngươi thật để bọn hắn tiến vào. Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Này cũng không giống như Tiêu Phàm làm người a. Huống hồ, bọn họ mấy người trong nhân thủ đầu, cũng chưa hẳn thực sự là vạn la đế vực tu sĩ. Ta là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người tốt a. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cười nhạt một cái nói. Bạch Ma không nhìn thẳng Tiêu Phàm lời nói, thấy thế nào, đều cảm thấy Tiêu Phàm tựa như âm mưu được như ý một dạng. Lúc này, Tiêu Phàm lại là đột nhiên điêm lượng một cái một mai ký ức thủy tinh. Bạch Ma trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, hắn tức khắc lấy lại tinh thần, những người này phải chăng giết vạn la đế vực người kỳ thật căn bản không trọng yếu, trọng yếu là, vạn la đế vực người tin tưởng những người này giết là được. Những người kia chỗ nào biết rõ, bản thân đã bị Tiêu Phàm hại một thanh. Những người này mặc dù giết vạn la đế vực người, nhưng vạn la đế vực khẳng định chỉ có thể đem lửa giận vẩy ở trên người ngươi. Bạch Ma lại thầm thở dài nói. Chí ít. Mặt khác cổ vực cùng vạn la đế vực quan hệ, cũng sẽ không giống trước kia như thế hòa bình đúng không? Tiêu Phàm con ngươi sắc bén nói. Hắn Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ vạn la đế vực không dám tìm mặt khác địa vực phiền phức, hắn muốn liền là nhường vạn la đế vực phẫn nộ. Cũng vừa vặn hướng thế nhân chứng minh, hắn Tiêu Phàm không phải tốt như vậy đắc tội. Đều nhìn quá lâu, ra đi, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa giữa rừng núi, lạnh lùng phun ra một câu. Thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người xuất hiện, nhiều đến mấy chục người, bọn họ sắc mặt khó coi, nhưng là vì sống sót, biết rõ Tiêu Phàm đang tính toán bọn họ cũng không dám xuất thủ. Kiếm công tử, đây là đại hoang đế vực tu sĩ đầu người, cùng ta càn khôn giới. Một cái tu sĩ hít sâu một cái nói ra. Đợi ở chỗ này, muốn đột phá thần vương cảnh là không thể nào, chỉ có thể chết càng nhanh, bọn họ không thể không làm ra một cái quyết định. Đầu người vứt xuống, Tiêu Phàm tiếp nhận càn khôn giới, lấy đi đồng dạng bảo bối, thản nhiên nói. Ầm một tiếng, người kia ném người trong ra tay đầu, tiếp nhận càn khôn giới, liền trực tiếp hướng về nhập khẩu bay đi. Có cái thứ nhất, tự nhiên cũng liền có cái thứ hai, tất cả mọi người ở giao ra một nửa thân ra sau đó, giận dữ tiến nhập 50 tầng.
đám người trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rõ nên tuân thủ Tiêu Phàm trò chơi quy tắc, giao ra một nửa thân ra, lần này tổn thất nhưng lớn lắm. Tiêu Phàm trên mặt lại là tràn đầy tiếu dung, thu hoạch trên trăm mai càn khôn giới bên trong một nửa giá trị đồ vật, đây chính là một bút không ít tài phú. Dù sao, có thể thành công đến 49 tầng người, đều là nắm giữ thần vương chi tư, nội tình cũng không kém nơi nào. Dòng dã một ngày thời gian, có chừng gần 200 người tiến nhập 50 tầng, đồng thời, Tiêu Phàm thu hoạch cũng đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ. Chỉ là thần thạch, liền đạt đến hơn ước cực phẩm thần thạch, đổi thành thượng phẩm thần thạch, lại là trọn vẹn 100 ước. 100 ước thượng phẩm thần thạch, thế nhưng là một bút không ít tài phú, dù là cao giai thần vương cảnh cường giả cũng chưa hẳn cầm ra được. Đây quả thực liền là thu hoạch lớn, một bên Bạch Ma cũng nhìn hâm mộ không thôi, thẳng nuốt nước bọt. Những cái này cho ngươi, hẳn là đầy đủ ngươi khôi phục thần vương cảnh đỉnh phong đi. Tiêu Phàm tiêu sái ném ra một mai càn khôn giới. Có thể, hoàn toàn có thể. Bạch Ma tiếp nhận càn khôn giới, tức khắc vui nở hoa, trong càn khôn giới thần thạch trồng chất như núi, chỉ ít cũng đạt đến 3.000 vạn cực phẩm thần thạch số lượng. Hắn hiện tại đã là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, có này 3.000 vạn cực phẩm thần thạch, muốn khôi phục thần vương cảnh đỉnh phong, tự nhiên không phải nhiều khó khăn sự tình. Tiểu tử, nếu không chúng ta lại đi 6-7-10 tầng làm một lần lớn, những cái kia có thể đều là thần vương cảnh tu vi, thân gia phi phàm. Bạch Ma đột nhiên tà tà cười nói. Ngươi không sợ chết mà nói, có thể đi thử xem. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Bạch Ma nói. Bạch Ma tức khắc run một cái, hắn nháy mắt lấy lại tinh thần, có thể đến Bách Sát Tháp 6-7-10 tầng, tuyệt đối là các đại đế vực siêu cấp thiên tài. Trước không nói những người kia thực lực, bọn họ phía sau thế lực, đoán chừng chí ít đều là cổ vực cấp bậc, nếu là cướp đoạt bọn họ càn khôn giới, cũng liền tương đương với đắc tội đông đảo cổ vực, cuối cùng không may khẳng định vẫn là bọn hắn. Dù sao, Thiên Vũ vực đắc tội Vạn La đế vực cùng Đại Hoang đế vực cũng đã đủ phiền toái, nếu là đắc tội mặt khác cổ vực cùng đế vực, về sau nhân tộc Tam Thiên vực khả năng đều không bọn họ đất đặt chân. Đương nhiên, cũng không phải không thể được, nơi này, không trải qua lặng lẽ. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười nói, đợi thêm mấy ngày, chúng ta liền tiến về tầng tiếp theo. Ta làm sao cảm giác rất nhiều bảo bối ở hướng ta ngoắc. Bạch Ma nhe răng cười một tiếng, hắn cũng đã không kịp chờ đợi tiến về tầng tiếp theo. Chớp mắt đi qua 2 ngày thời gian, 2 ngày này mặc dù cũng có không ít người nộp lên đầu người, nhưng số lượng rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Đại Hoang đế vực cùng Vạn La đế vực cùng với cấp dưới địa vực, cộng lại cũng chỉ có một bách vực mà thôi. Mà nhân tộc Tam Thiên vực, tu sĩ số lượng cũng không phải bình thường nhiều, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều thu hoạch một người đầu, đổi lấy tiến vào 50 tầng tư cách. Đoán chừng cũng không sai biệt lắm a. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng dậy. 2 ngày này giao đầu người tu sĩ thiếu đi rất nhiều, hiện tại Đại Hoang đế vực cùng Vạn La đế vực tu sĩ đoán chừng đã bị đuổi tận giết tuyệt đi. Bạch Ma khe khẽ thở dài nói. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm chiêu này chơi xinh đẹp, căn bản không cần tự mình động thủ, thì có người đối phó Vạn La đế vực cùng Đại Hoang đế vực tu sĩ. Vạn La đế vực cùng Đại Hoang đế vực người, đoán chừng hiện tại ruột đều hối hận xanh, nhất là những cái kia cấp dưới địa vực tu sĩ, bản thân một chút cổ vực cùng phổ thông địa vực, đi mù tham gia cái gì rồi. Tiêu Phàm lần này cử động, hoàn toàn liền là gãy mất bọn họ lên bách vực tu sĩ hy vọng a, không cách nào tiến vào 50 tầng, đột phá thần vương cảnh tỷ lệ chỉ ít thiếu đi một nửa. Rất nhiều người lúc này mới minh bạch, đắc tội Tiêu Phàm hậu quả. Chỉ ít, ở nơi này bách sát chiến trường, Tiêu Phàm lấy lực lượng một người, đối kháng Đại Hoang đế vực cùng Vạn La đế vực 100 năm thanh một đời, là không có vấn đề gì. Tiểu Bạch, người ở nơi này cũng bố trí một cái trận pháp. Tiêu Phàm đột nhiên lại nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không muốn ngăn cản tất cả mọi người đi vào 50 tầng A. Bạch Ma hơi sững sờ, nếu thực sự là như thế, đây tuyệt đối là cùng Tam Thiên vực nhân tộc là địch A. Yên tâm, quay đầu ta sẽ nhường linh hồn phân thân trấn thủ ở chỗ này, cho Tu La Điện lừa một chút vốn liếng. Tiêu Phàm tự nhiên nhìn ra Bạch Ma ý nghĩ, 10 phần bình tĩnh nói. Cùng nhân tộc Tam Thiên vực là địch. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là thần vương cảnh, liền là đại đế cảnh cũng không có khả năng làm được,
trừ phi hắn không muốn ở nhân tộc Tam Thiên Vực lăn lộn. Nếu là hắn một người mà nói, đi mặt khác chủng tộc địa vực cũng không sao cả, nhưng là sau lưng của hắn có thể còn có toàn bộ Tu La Điện. Được, vậy ta liền bố trí một cái trận pháp, cửa này cũng không có quá nhiều ý tứ. Bạch Ma gật gật đầu, lập tức bắt đầu bận rộn. Cũng liền ở lúc này, đệ ngũ mười ải, một tòa cổ lão thành trì, lui tới tu sĩ rất nhiều, cửa này xưng là vương quan, tự nhiên có hắn đặc biệt, trung ương nhất, xây cất một tòa cự sơn thành trì thần vương thành. Hơn nữa, thành trì cảnh hoang tàn khắp nơi, hiển nhiên trải qua không ít chiến đấu, hơi có vẻ rách nát, bất quá cơ sở nhất công trình lại coi như hoàn thiện. Mấy ngày nay, thần vương thành lại là sôi trào lên, khắp nơi đều đang nghị luận lấy Kiếm Hồng Trần sự tình. Kiếm Hồng Trần thật đúng là thật lớn lá gan, nguyên một đám vô danh địa vực người, cũng dám cùng nhân tộc Tam Thiên Vực là địch, hơn nữa còn đối bách vực tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Chờ bách sát chiến trường kết thúc, nhân tộc Tam Thiên Vực đoán chừng đều không hắn đất đặt chân. Dạng này sự tình, ta ngược lại không cảm thấy như thế nào, Vạn La Đế Vực cùng Đại Hoang Đế Vực người cũng quá đáng, Kiếm Hồng Trần phản kích cũng không có cái gì quá không được. Ta cũng không cảm thấy nhân tộc sẽ không có Kiếm Hồng Trần đất đặt chân, lấy hắn thực lực, nhất định sẽ trở thành đông đảo đế vực mời chào đối tượng, Vạn La Đế Vực cùng Đại Hoang Đế Vực chỉ bất quá chuyển thạch đầu đập chân mình mà thôi. Không biết Thiên Tinh Tử biết chuyện này, lại là cái gì ý nghĩ, đoán chừng mặt đều muốn đen a, ha ha. Dạng này ngôn luận, khắp nơi đều đang phát sinh lấy, có một chút đế vực tu sĩ khó chịu Tiêu Phàm đối phó Vạn La Đế Vực cùng Đại Hoang Đế Vực cử động. Nhưng đại bộ phận người nhưng lại không cho rằng như vậy, bách sát chiến trường, vốn chính là cho phép tu sĩ ở giữa lẫn nhau tàn sát, dựa vào cái gì chỉ có thể đế vực người diệt sát người khác liền không thể phản kích đây. Dù sao, nhân tộc Tam Thiên Vực chỉ có 63 đế vực cùng cường đại cổ vực, mặt khác đại bộ phận đều là phổ thông cổ vực cùng phổ thông địa vực, bọn họ tự nhiên sẽ đứng ở Tiêu Phàm lập trường. Lúc này, một gian tiểu viện, một cái tử bào thanh niên ngồi ở trong viện tử, bưng chén trà tay hơi hơi run rẩy. Đột nhiên, hắn ngón tay hơi hơi dùng sức, chén trà trong tay tức khắc hóa thành bột mịn, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Ở tiểu viện bên ngoài, quỳ một đạo hắc bào thân ảnh, giọng căm hận nói, thiếu chủ, Kiếm Hồng Trần tự nhiên ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, thuộc hạ may mắn trốn qua một kiếp, có thể những người khác toàn bộ đều chết ở 49 tầng, ngài nhất định muốn thay chúng ta làm chủ a. Nếu như Tiêu Phàm ở trong này khẳng định có thể nhận ra, tử bào thanh niên không phải kẻ khác, chính là Đại Hoang Đế Vực đệ nhất nhân Thiên Tinh Tử. Lần trước Thiên Tinh Tử vây giết Tiêu Phàm, lại không nghĩ đến Tiêu Phàm dẫn xuống đế vương kiếp, hướng Nam Thiên bọn họ chết rồi, nhưng Thiên Tinh Tử lại mượn nhờ thời không chiến cổ trốn khỏi một kiếp. Kiếm Hồng Trần, Thiên Tinh Tử nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ, hai mắt đỏ bừng như máu, trên người sát ý không thêm mảy may che giấu. Từ xuất sinh đến hiện tại, Thiên Tinh Tử một mực cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, nhưng mà thẳng đến gặp gỡ Tiêu Phàm, hắn địa vị nháy mắt phát sinh biến hóa. Ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn chưa bao giờ chiếm được qua chỗ tốt, hắn biết rõ, muốn giết Tiêu Phàm tuyệt đối không phải như thế sự tình đơn giản, nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Lần này nguyên bản nghĩ mượn nhờ bách vực tu sĩ lực lượng, coi như giết không chết Tiêu Phàm, cũng có thể diệt đi Thiên Vũ vực tu sĩ phát tiết trong lòng nộ khí. Có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ đến là, Tiêu Phàm dĩ nhiên trực tiếp mượn nhờ nhân tộc Tam Thiên vực tu sĩ đến đối phó bọn hắn, lần này, hắn rõ ràng lại thất bại. Nghĩ tới cái này, Thiên Tinh Tử sắp tức đến bể phổi rồi. Vì cái gì bản thân ở trước mặt Kiếm Hồng Trần, mỗi lần đều ăn thua thiệt, cho tới bây giờ đều không chiếm được chỗ tốt. Hắc bào tu sĩ quỳ sát ở mặt đất, lại là một cái dám đều không dám thả, sợ kinh nộ Thiên Tinh Tử. Thật lâu, Thiên Tinh Tử lúc này mới bình tĩnh trở lại, lạnh giọng nói, việc này ta biết, người trước đi xuống đi, thông chi những người khác, tạm thời không muốn Kiếm Hồng Trần xung đột. Là, thiếu chủ, hắc bào tu sĩ nơm nớp lo sợ rời đi, hắn mặc dù không cam lòng, có thể sao lại dám mệnh lệnh Thiên Tinh Tử cho bọn hắn người báo thù đây. Hơn nữa, hắn nghe được Thiên Tinh Tử trong lời nói một tầng khác ý vị. Thiên Tinh Tử có vẻ như đang sợ Kiếm Hồng Trần. Đợi đến kia hạ nhân rời đi, Thiên Tinh Tử trong mắt tóe bắn ra hai đạo sát mang, điềm nhiên nói, Kiếm Hồng Trần, người mới đến 49 tầng mà thôi, ta cũng đã thông qua được 70 tầng,
chờ ta đi đến 8-10 tầng, nắm giữ thần vương cảnh đỉnh phong chiến lực, lại đến giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, thiên tinh tử lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong tiểu viện. Một ngày thời gian chớp mắt liền qua, 50 tầng, đột nhiên toát ra hai đạo thân ảnh, tự nhiên là Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người. Quả nhiên không hổ là vương quan, thật là nồng nặc pháp tắc chi lực, chỉ cần có chút thiên phú, ở trong này đều có thể bước vào thần vương cảnh. Tiêu Phàm từ đáy lòng cảm thán nói, hắn chỉ cảm giác toàn thân thư sướng vô cùng, thể nội nội thiên địa cũng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Điểm ấy pháp tắc nồng độ không tính là gì, nhân tộc cổ cương đều xa xa vượt qua nơi này. Bạch Ma lại là lơ đễnh nói, đột nhiên lại kinh nghi một tiếng a, nơi này dĩ nhiên còn có thành trì. Đi, Tiêu Phàm linh hồn chi lực tự nhiên cũng phát hiện, không chút do dự đạp không mà lên. Thần Vương Thành, một nén nhang thời gian sau, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma xuất hiện ở một tòa rách nát cổ thành phía trước, lẩm bẩm một bên một khối thạch bia phía trên bên ba chữ lớn. Thật lâu, hai người lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đánh giá tường thành tường đổ, phía trên tiêm nhiễm vô số máu tươi, cũng đã biến thành hắc sắc. Không cần nghĩ cũng biết rõ, tòa này Thần Vương Thành không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, có thể coi như hoàn chỉnh còn sót lại xuống tới, cũng đã 10 phần khó được. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma phóng ra bước chân, theo cổ lão đá xanh đường hướng Thần Vương Thành bên trong đi đến. Kiếm Hồng Trần, là Kiếm Hồng Trần đến. Cái gì, cái kia ma đầu tiến nhập nơi này. Nhanh, đi thông chi thiếu chủ bọn họ, liền là người này tranh đoạt chúng ta đồ vật, lần này, nhất định khiến hắn tăng gấp đôi phun ra. Sư huynh bọn họ đã sớm chờ đợi hắn nhiều ngày, hắn dĩ nhiên thật đúng là dám đến. Tiêu Phàm cũng không có cố ý ngụy trang, bốn phía không ít tu sĩ nháy mắt nhận ra Tiêu Phàm, những ngày qua, Tiêu Phàm bề ngoài sớm đã truyền khắp Thần Vương Thành. Những cái kia bị Tiêu Phàm bức bách giao ra càn khôn giới người, mặc dù mặt ngoài khuất phục ở Tiêu Phàm uy hiếp phía dưới, nhưng đây chẳng qua là bọn họ vì sống sót tiến vào 50 tầng mà thôi. Bọn họ đã sớm âm thầm quyết định, chỉ cần Tiêu Phàm dám tiến vào 50 tầng, bọn họ liền sẽ để bọn hắn các vực thiên tài thay bọn họ báo thù, không chỉ có muốn cướp về bọn họ bảo bối, càng muốn giết Tiêu Phàm. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả tiến vào Thần Vương Thành, bọn họ chỗ nào còn không bình tĩnh đây. Rất nhiều người đua nhau bôn tẩu, đi mời bọn họ phía sau siêu cấp thiên tài nhân vật, nhưng đại bộ phận vẫn như cũ không có rời đi, đi theo Tiêu Phàm tiến vào Thần Vương Thành, tựa như sợ Tiêu Phàm chạy trốn một dạng. Ta dĩ nhiên như thế thụ hoan nghênh, Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem bốn phía tu sĩ, tự nhủ. Đoàn người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, này Kiếm Hồng Trần lúc này vậy mà còn đàm tiếu như gió. Chẳng lẽ hắn không biết tử vong ngay ở chờ lấy hắn sao? Làm sao một chút cũng không có một chút giác ngộ bộ dáng. Rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm người, không khỏi trong lòng thầm than, tiểu tử này cũng quá tự cho là đúng. Những người này chỗ nào là ở hoan nghênh hắn, đều hận không thể muốn mạng hắn a, điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có. Bất quá, cũng có rất nhiều người hiểu Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ, hắn dám nói như vậy. Là bởi vì hắn căn bản không đem những người này để ở trong mắt. Một lát sau, Tiêu Phàm tứ phía bát phương tất cả đều là bóng người, rất nhiều người chặn lại hắn đường đi, lại tiến một bước đều 10 phần gian nan. Kiếm Hồng Trần, người tốt nhất đem ta bảo vật giao ra, nếu không ngươi đừng muốn sống rời đi Thần Vương Thành. Còn có ta Thiên Kiếm Đế vực đại sư huynh cũng đã chạy tới nơi đây, thức thời mà nói, ngoan ngoãn dâng lên chúng ta đổ vật, lại dập đầu nhận lầm. Không thể như thế tiện nghi hắn, nhất định phải nhường hắn thiên đao vạn quả, dám uy hiếp chúng ta đế vực cùng cổ vực tu sĩ, hắn đơn giản liền là chán sống rồi. Từng đạo phẫn nộ cùng thống hận thanh âm vang lên, đám người tựa như tìm được đáng tin chỗ dựa, không còn e ngại Tiêu Phàm một dạng. Tiêu Phàm vẫn như cũ chưa từng ngừng bước chân, từng bước một đi thẳng về phía trước, những người kia dọa đến không ngừng lui lại, không có một cái dám chân chính ngăn cản Tiêu Phàm người. Đối với Tiêu Phàm không nhìn, đông đảo tu sĩ tức giận không thôi, bọn họ đang chờ đợi bản thân vực cường Việt, chỉ cần những cái kia siêu cấp cường giả đến, Tiêu Phàm cho dù chắp cánh cũng khó trốn. Túy Thần Lâu, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới đám người ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía một bên rách nát tử lâu, trên mặt lộ ra một nụ cười, bách sát tháp bên trong dĩ nhiên còn có tử lâu, ngược lại là thú vị. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về tử lâu bên trong đi đến.
Bạch Ma đi theo Tiêu Phàm sau lưng, đối với những cái kia phẫn nộ tu sĩ, hoàn toàn nhìn như không thấy. Một nhóm cổ thần cảnh mà thôi, nơi nào sẽ thả ở trên lòng hắn. Liền xem như bọn họ những cái kia cường viện đến, Bạch Ma cũng sẽ không nháy một cái mí mắt, hắn bây giờ đã là thần vương cảnh hậu kỳ, đồng giai vô địch tồn tại. Cơ hồ chỉ cần không phải đại đế, liền không có khả năng uy hiếp đến hắn tính mệnh. Tiểu nhị, làm hai ấm rượu ngon, lại đến mấy cái thức ăn ngon. Tiêu Phàm ở nhất lâu đại đường trung ương nhất ngồi xuống, quát nhẹ một tiếng nói. Những người khác thực khách nhìn thấy một mai này đám người bao vây mà tới, chỗ nào còn dám ở trong này lưu lại, toàn bộ đều rời đi tử lâu, chớp mắt, cả túy thần lâu, liền chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người. Tiểu nhị, không nghe được sao? Bạch Ma nhìn thấy nơi xa nơm nớp lo sợ tiểu nhị, tức khắc khó chịu nói. Là, ngựa, lập tức, ngài chờ một lát. Tiểu nhị dọa đến mất hồn mất vía, nào dám đắc tội dạng này sát tinh. Một lát sau, mấy ấm rượu ngon, một bàn thức ăn ngon liền bày đầy cả cái bàn. Rượu cũng không tệ lắm, liền là đồ ăn kém một chút. Bạch Ma một đầu móng vuốt nắm lấy bầu rượu, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Bốn phía tu sĩ nhìn nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người, dĩ nhiên không lọt vào mắt bọn họ tồn tại, này khiến bọn họ như thế nào không tức giận đây. Tránh ra, tránh ra. Đây là, một tiếng hét to từ bên ngoài truyền đến. Lại là một cỗ cường hoành khí thức mãnh liệt mà tới, ngăn ở tử lâu cửa ra vào tu sĩ nhao nhao nhường ra một con đường đến. Là thiên kiếm đế vực người đến, kia váy đỏ nữ tử chính là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài kiếm thiên hồng, truyền văn nàng chém giết qua thần vương cảnh trung kỳ dị ma. Đoàn người nhận ra người tới, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Không ngừng, còn có thương lan đế vực người, cầm đầu có vẻ như thương vân hải, nghe nói hắn cũng đã đột phá thần vương cảnh. Hơn nữa cũng đã xông qua bách sát tháp 65 tầng, thực lực sâu không lường được, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên quay trở về. Đây không phải là đại hoang đế vực phong lôi thần tông phong lôi tuyệt sao? Trước mấy ngày ta còn nghe nói qua hắn, cũng đã xông qua bách sát tháp 68 tầng, không nghĩ đến hắn cũng trở về. Đoàn người nhìn xem chạy tới một đám tu sĩ, toàn bộ đều kinh ngạc không thôi, có thể xông đến hơn 60 tầng. Vậy cũng tuyệt đối là thần vương cảnh bên trong thiên tài nhân vật A. Tiêu Phàm nghe được đám người nghị luận âm thanh, trong lòng lại là hơi hơi kinh ngạc, này bách sát tháp không phải không thể đi trở về sao? Những người này tất nhiên cũng đã xông qua bách sát tháp hơn 60 tầng, làm sao sẽ lại xuất hiện ở 50 tầng đây? Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ba đạo thân ảnh cơ hồ song song lấy tiến nhập túy thần lâu, trên mặt hàn quang lấp lóe. Băng lãnh khí thế từng cái tập trung vào Tiêu Phàm. Tiểu tử, nghe nói ngươi đối ta phong lôi đế vực người động thủ. Ta chỉ cần ngươi một cái tay, bản thân chém A. Mở miệng là một cái khôi ngô cao lớn kim bào thanh niên, quanh thân ẩn ẩn có phong lôi chi thanh, càng có lôi điện xen lẫn. Tất nhiên phong lôi tuyệt muốn ngươi một cái tay, vậy ta liền muốn ngươi một cái chân A, là ngươi bản thân động thủ, hay là ta tự mình đến. Kim bào thanh niên một bên một cái lam bào thanh niên mở miệng, ngữ khí bá đạo vô cùng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như lại nhìn một cái người chết. Đem cướp đoạt ta thiên kiếm đế vực tu sĩ đồ vật giao ra, ta thả ngươi một con đường sống. Cái thứ ba nói chuyện là một cái nữ tử, hắn một bộ hỏa hồng sắc váy dài, giống như một đầu tắm rửa ở trong hỏa diễm hỏa phượng, khí thế ngông cuồng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là bất phi sở động, tiếp tục thưởng thức hắn rượu ngon. Đối với ba người đến, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu tử, người điếc sao? Kim bào thanh niên phong lôi tuyệt nhìn thấy, tức khắc phẫn nộ vô cùng, đưa tay trực tiếp Tiêu Phàm chộp tới. Tam đại thiên tài tức giận đến cực điểm, bọn họ có thể đều là đế vực đỉnh cấp thiên tài, chưa từng bị người coi thường như thế, đây là lần thứ nhất. Ba người thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên, đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Dù sao, nhiều người như vậy nhìn xem đây, Tiêu Phàm dĩ nhiên một mực ở thưởng thức rượu ngon cùng món ngon, hoàn toàn không để ý tới bọn họ, đây quả thực liền là trần trụi đánh mặt. Kiếm hồng trần, người sẽ hối hận. Lão tử, kim bào nam tử phong lôi tuyệt rốt cục không nhịn được, đưa tay một bàn tay hướng về Tiêu Phàm nộ sát mà đi. Hư không phong lôi xen lẫn, gầm thét không thôi, túy thần lâu đều run lẩy bẩy, tựa như tùy thời đều muốn đứt đoạn đến. Ồn ào, nhưng mà không chờ hắn nói xong,
Tiêu Phàm đột nhiên buông xuống chén rượu trong tay, quát mắng một tiếng, băng lãnh con ngươi nhìn về phía Phong Lôi Tuyệt. Chớp mắt, bốn phía hư không thật giống như bị khóa được đồng dạng, Phong Lôi Tuyệt thi triển phong lôi chi lực trong phút chốc liền tan thành mây khói, kia trưởng cương cũng bỗng nhiên bạo tán mà ra. Tê Đoàn người hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Một cái ánh mắt mà thôi, vậy mà liền chặn lại Phong Lôi Tuyệt cường thế một kích, nếu như hắn tự mình xuất thủ, lại là biết bao đáng sợ. Phong Lôi Tuyệt sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn khí thế hùng hổ chạy tới cho Phong Lôi Đế vực tu sĩ tìm lại mặt mũi, có thể bản thân vừa mới xuất thủ, liền bị Tiêu Phàm một cái ánh mắt dọa sợ. Không biết tại sao, đám người cảm giác Phong Lôi Tuyệt mấy cái thiên tài bị Tiêu Phàm trở thành thằng hề. Sự thật cũng là như thế, Phong Lôi Tuyệt mấy người ở trong mắt Tiêu Phàm xác thực chỉ là thằng hề, lấy hắn bây giờ lực lượng, trừ phi gặp gỡ cùng tuổi một đời tuyệt thế thiên kiêu, nếu không thật đúng là không thả ở trong mắt hắn. Hỗn trướng, Phong Lôi Tuyệt đột nhiên gầm thét một tiếng, lần nữa hướng về Tiêu Phàm gào thét mà đi, lần này, hắn cả người đều động. Ở hắn quanh thân, Phong Lôi pháp tắc chi lực mãnh liệt, khí thế bàng bạc, không thể không nói, Phong Lôi Tuyệt thần lực vẫn là không kém. Có thể lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực đột phá thần vương cảnh, xác thực coi là một cái thiên tài. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ lại là Tiêu Phàm. Đám người nhìn thấy Phong Lôi Tuyệt xuất thủ, tức khắc nín thở ngưng thần, sợ bỏ qua cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, tay trái còn đang nắm trong tay bầu rượu, căn bản không cùng Phong Lôi Tuyệt động thủ ý tứ. Gia hỏa này cũng quá khoa trương a. Có người kinh ngạc không thôi, Phong Lôi Tuyệt tốt xấu cũng là thiên tài nhân vật a, Kiếm Hồng Trần dĩ nhiên ngồi cùng hắn đánh. Chẳng lẽ Kiếm Hồng Trần miệng cọp gan thỏ, căn bản không có đầy đủ thế lực cùng Phong Lôi Tuyệt chiến đấu, cho nên bị sợ choáng váng. Chết đi, Phong Lôi Tuyệt nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, trên mặt tức khắc dò dỉ ra tàn nhẫn thiếu dung, một ngọn gió lôi chi lưỡi đao giận đâm mà ra. Mắt thấy Phong Lôi chi nhận sắp đâm trúng Tiêu Phàm mi tâm thời khắc, không ít tu sĩ trong lòng cũng đã cười thầm lên. Nhưng mà, cũng liền ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm bỗng thân thể nhẹ nhàng hướng phía sau một bên, ghế hướng hậu phương đổ không sai biệt lắm ba tấc cự ly. Khoảng cách này, vừa lúc nhường Tiêu Phàm tránh thoát Phong Lôi chi nhận công sát, cùng lúc đó, Tiêu Phàm bỗng nâng lên tay phải, biến trưởng thành chảo nhô ra. Sau một khắc, tất cả mọi người trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Kinh hãi nhìn xem trước mắt một màn. Rất nhiều người càng là vuốt vuốt hai mắt, còn tưởng rằng mắt mình hoa. Lại là nhìn thấy, Tiêu Phàm một cái tay gắt gao chế trụ Phong Lôi Tuyệt cổ, Phong Lôi Tuyệt sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, kém chút liền muốn nổ tung. Vừa mới hắn một kích đâm về Tiêu Phàm, chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm ở thời điểm then chốt, dĩ nhiên vừa lúc tránh thoát hắn Phong Lôi chi nhận. Hắn ý thức đến một loại nguy hiểm. Muốn đào tẩu, có thể thân thể quán tính lại là nhường hắn tới gần Tiêu Phàm chỉ còn lại hai thước cự ly, nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm bàn tay lại là gắt gao giữ lại hắn cổ. Phong Lôi Tuyệt nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân lại bị một cái đồng giai tu sĩ giống như bắt gà đồng dạng bắt ở trong tay. Phẫn nộ, sợ hãi, sỉ nhục. Các loại cảm giác quanh quẩn ở Phong Lôi Tuyệt trong lòng, hắn đột nhiên ý thức được Tiêu Phàm thực lực đáng sợ. Vừa mới một hệ liệt động tác mặc dù nhìn qua rất phổ thông. Nhưng Phong Lôi Tuyệt rõ ràng Tiêu Phàm làm được một bước này độ khó, cũng có thể từ khía cạnh chứng minh Tiêu Phàm đáng sợ thực lực. Toàn trường tu sĩ cũng một phiến tĩnh mịch, hoàn toàn bị Tiêu Phàm thần lực cho khiếp sợ đến. Liền Phong Lôi Tuyệt đều giống như bắt gà đồng dạng bắt ở trong tay, bọn họ những người này lại làm sao có thể là Phong Lôi Tuyệt đối thủ đây. Đám người lúc này mới minh bạch. Tại sao Tiêu Phàm gặp không sợ hãi, lấy hắn thực lực, xác thực hoàn toàn có thể không nhìn bọn họ. Ngươi muốn đoạn ta một cái tay, Tiêu Phàm trên mặt băng lãnh chậm rãi biến mất, chiếm lấy lại là nụ cười nhàn nhạt. Bất quá này thiếu dung, ở đám người nhìn đến lại giống như ma quỷ thiếu dung. Phong Lôi Tuyệt sắc mặt biến đổi, vội vàng lắc đầu nói, không, không phải, ta chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi. Nói đùa sao, Tiêu Phàm mỉm cười. Vậy ta cũng nói đùa với ngươi. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, đột nhiên, một vệt sáng lóe qua, Phong Lôi Tuyệt cánh tay trái bỗng nhiên ném đi mà ra, máu tươi phun ra mà ra, nhiễm đỏ mặt đất. A như giết heo thê lương thanh âm vang lên,
vây xem đám người chỉ cảm giác lạnh từ đầu đến chân, thân thể đều có chút phát run. Tiểu tử, không nhìn thấy bản đế đang ăn đồ vật sao? Những cái này huyết khiến cho bản đế một chút khẩu vị cũng bị mất. Bạch Ma tức giận nói. Vậy ta rời đi một chút. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó đem chén rượu trong tay giao cho Bạch Ma nói, rượu này quá lạnh, ta hâm nóng. Đám người không biết Tiêu Phàm ý tứ, bất quá mỗi người đều là phát ra từ nội tâm e ngại Tiêu Phàm. Kiếm Hồng Trần, người cuối cùng thả phong lôi tuyệt, nếu không phong lôi đế vực cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lam bào nam tử bị Tiêu Phàm hung ác cho khiếp sợ đến, tức khắc phẫn nộ kêu lên. Chớ nóng vội, từng cái đến. Tiêu Phàm nhìn phong lôi tuyệt một cái, lập tức đối hí ngược nhìn xem Lam bào nam tử nói. Chớ nóng vội, từng cái đến. Lam bào nam tử khóe miệng giật một cái, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm ý tứ đây, vừa mới phong lôi tuyệt nói muốn Tiêu Phàm một đầu tay, Tiêu Phàm liền gãy mất hắn một cánh tay. Hắn vừa mới thế nhưng là muốn Tiêu Phàm một cái chân a, cái này phong tử tên điên 89 phần 10 muốn chém nứt hắn một cái chân. Phong lôi tuyệt thực lực Lam bào nam tử vẫn là rất rõ ràng, phong lôi tuyệt đều chỉ có bị trà đạp phần, hắn cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Hô, Lam bào nam tử bỗng nhiên gạt mở đoàn người, hướng về nơi xa chạy trốn, hắn cũng không muốn bị Tiêu Phàm chém dụng một cái chân. Hiện tại biết rõ chạy, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Chung quanh đột nhiên nhấc lên một trận gió lớn, Tiêu Phàm liền biến mất ở nguyên chỗ, cùng biến mất, còn có phong lôi tuyệt. Phốc, một tiếng vang giòn truyền đến, đoàn người lúc này mới lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy, Lam bào nam tử bị Tiêu Phàm tay trái bấm cổ, mà hắn một đầu đùi phải, cũng đã từ đùi phải căn bản chặt đứt, máu tươi trực phún. Đoàn người nhìn thấy một màn này, kinh hãi đến cực điểm, nháy mắt lạnh ngắt im ắng. Chỉ có một phiến hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Tiêu Phàm một tay bấm một người, hai đại đế vực thiên tài, ở trước mặt Tiêu Phàm, liền tựa như hai cái run rế đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Toàn trường lại không một người dám xem thường Tiêu Phàm, phong lôi tuyệt cùng Lam bào nam tử thế nhưng là phong lôi đế vực cùng Thương Lan đế vực thiên tài, có thể Tiêu Phàm lại phân biệt gãy mất bọn họ một đầu tay cùng một cái chân. Có lẽ Tiêu Phàm kiêng kỵ hai người phía sau thế lực, cũng không có giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn những người này, Tiêu Phàm khả năng liền chưa chắc sẽ kiêng kỵ. Nếu như nói những người này bên trong rất không bình tĩnh người là người nào, vậy khẳng định là kia hỏa hồng váy nữ tử Kiếm Thiên Hồng. Bọn họ ba người vừa mới uy hiếp Tiêu Phàm, có thể trong nháy mắt, phong lôi tuyệt cùng Lam bào nam tử hai người lời nói cũng đã thực hiện, chỉ là hoàn toàn trái lại mà thôi. Kế tiếp. Có phải hay không lại muốn đến phiên nàng đây? Ngươi không phải mới vừa nói, muốn ta đem càn khôn giới bên trong bảo vật cho ngươi sao? Tiêu Phàm một tay dẫn theo một cái, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào hỏa hồng váy nữ tử Kiếm Thiên Hồng trên người. Kiếm Thiên Hồng sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, không biết tại sao, trong lòng của hắn có chút may mắn không có uy hiếp Tiêu Phàm những vật khác. Thiên kiếm đế vực người đúng không? Lưu lại càn khôn giới, lăn. Tiêu Phàm sắc mặt bỗng lạnh lẽo, quát lên. Kiếm Hồng Trần, người ở loại này lấy, có thể giết ngươi người, có khối người. Kiếm Thiên Hồng phẫn nộ quát lớn. Lập tức khẽ cắn môi, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải gỡ xuống trong tay càn khôn giới ném cho Tiêu Phàm, sau đó đầu cũng không hồi rời đi. Ta chờ, muốn tìm người mau chóng chút. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường. Đoàn người trong lòng rung động. Ai cũng không nghĩ đến nhiều người như vậy tìm Tiêu Phàm phiền phức, cuối cùng lại là dạng này kết cục. Tam đại thiên tài, hai cái bị bắt, một cái bị buộc đi. Kiếm Thiên Hồng người bên cạnh, phẫn nộ trừng Tiêu Phàm một cái, cũng quay người đi theo, liền Kiếm Thiên Hồng đều không phải đối thủ, bọn họ lưu lại căn bản không có gì giá trị. Lúc này, đột nhiên một cỗ cuồng bạo khí tức bao phủ toàn trường, ngay sau đó băng lãnh thanh âm vang lên. Ta nói thiên kiếm đế vực người lưu lại càn khôn giới, không nghe được sao. Thiên kiếm đế vực tu sĩ sắc mặt tái nhợt, có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cỗ kia bàng bạc sát ý, bọn họ chỗ nào còn dám do dự. 30-40 người nhao nhao giao ra càn khôn giới, giống như trốn được rời đi. Những người khác cũng không dám ở trong này lưu lại, ai biết Tiêu Phàm có thể hay không tìm bọn họ phiền phức đây. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, bốn phía tu sĩ lại không thấy bóng dáng. Chỉ lưu lại phong lôi tuyệt cùng Lam bào nam tử vẫn như cũ bị Tiêu Phàm tay mang theo.
Cách đó không xa tiểu nhị dọa đến toàn thân run rẩy không thôi, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng còn có thể đứng vững. Ngươi kêu Phong Lôi Tuyệt đúng không? Ngươi lại gọi cái gì? Tiêu Phàm cười nhạt nhìn xem hai người nói. Kiếm Hồng Trần, ta chính là Thương Lan Đế vực Thương Vân Hải, ngươi nếu dám giết ta, Thương Lan Đế vực định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lam bào nam tử trợn to hai mắt trừng lớn Tiêu Phàm, hai mắt sung huyết. Giết ngươi, Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu, nói, hai người các ngươi còn không xứng. Hai người này mặc dù đột phá thần vương cảnh, nhưng cùng các đại đế vực chân chính tuyệt đỉnh thiên tài lại không ở cùng một cái tầng thứ. Chí ít, ở trong mắt Tiêu Phàm, hai người bọn họ thực lực, còn không bằng thiên bằng mấy người. Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải hai người phẫn nộ đến cực điểm, bản thân đường đường thần vương cảnh, thế hệ tuổi trẻ siêu cấp thiên tài, thậm chí ngay cả bị giết tư cách đều không có. Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, đột nhiên hai tay đập vào hai người lồng ngực bên trên, hai người chỉ cảm giác lồng ngực đều sụp đổ xuống, đầu một trận mê muội. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm hai tay bỗng bấm niệm pháp quyết, một đạo rườm già thủ ấn chán phóng một đạo kim sắc quang mang chợt lóe lên, căn bản không ai nhìn thấy. Ngay sau đó, Tiêu Phàm một cái bước xa, hai cánh tay hung hăng đập vào hai người mi tâm, đầu ngón tay phủ văn cũng nháy mắt chui vào hai người trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải hai người bay ngược mà ra, trùng điệp nện ở đường phố, trượt ra mấy chục trượng mới đứng vững thân hình. Kiếm Hồng Trần, ta muốn ngươi chết không yên lành, chúng ta sẽ trở về báo thù. Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải hai người gầm thét một tiếng, sau đó không muốn sống đồng dạng hướng về nơi xa bỏ chạy. Hai người bị Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã, tự nhiên không có khả năng nuốt xuống ngụm này lửa giận. Ta chờ các ngươi trở về. Tiêu Phàm nhỏ như mũi kêu, trên mặt lóe qua vẻ khinh miệt tiếu dung, sau đó quay người tiếp tục ngồi xuống. Tiểu tử, người vậy mà sẽ hảo tâm thả bọn họ. Bạch Ma ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Người cảm thấy ta là người hảo tâm sao? Tiêu Phàm khẽ cười nói. Bạch Ma lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không buông tha bản thân địch nhân, hắn có thể nhất định là, Tiêu Phàm khẳng định đang hai người trên người động tay chân. Chỉ là hắn không biết, Tiêu Phàm ở hai người trên người đến cùng làm cái gì tay chân. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi một việc, Tiêu Phàm ngồi xuống, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa nơm nớp lo sợ tiểu nhị nói. Ta, tiểu nhị hiển nhiên bị Tiêu Phàm cường hãn cho khiếp sợ đến, nói chuyện đều có chút không lưu loát, khách quan muốn hỏi cái gì. Tiểu nhất định biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Vừa mới ta nghe bọn họ nói, kia Phong Lôi Tuyệt mấy người là từ Bách Sát Tháp đệ lục hơn 10 tầng trở về, làm sao, Bách Sát Tháp còn có thể trở về sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hắn trước đó lấy được tin tức, mỗi một tầng chỉ có tiến vào tầng tiếp theo nhập khẩu, nhưng không có cửa ra, tất nhiên như thế, kia Phong Lôi Tuyệt bọn họ lại là như thế nào trở về đây? Hồi bẩm khách quan, đệ ngũ tầng 11 sau đó, có một loại thạch đầu, tên là huyết linh thạch. Huyết linh thạch có thể xuyên thủng Bách Sát Tháp không gian bích lũy, bất quá, một khối huyết linh thạch, chỉ có thể trở về một tầng. Tiểu nhị nào dám đối Tiêu Phàm tên sát tinh này giấu giếm, một năm một mười nói ra. Huyết linh thạch, cái này có ý tứ. Tiêu Phàm hơi trầm ngâm một cái, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, lại hỏi nói, huyết linh thạch là bộ dáng gì? Tiểu nhị vội vàng dùng thần lực mô phỏng ra huyết linh thạch bộ dáng. Đó là một khối cả người hiện lên xích huyết sắc thạch đầu, cực kỳ yêu diễm. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện một mai huyết sắc thạch đầu, tiểu nhị vội vàng nói, liền là cái này thạch đầu. Này huyết sắc thạch đầu, là Tiêu Phàm từ Kiếm Thiên Hồng cùng Phong Lôi Tuyệt bọn họ trong Càn Khôn giới tìm tới, bất quá nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là, phía trên tự nhiên còn lưu chuyển lên nhàn nhạt không gian ba động. Ta nghe nói, Bách Sát Tháp bên trong đã từng nhốt có chút ác nhân. Đã có này huyết linh thạch, cái kia bị giam giữ ác nhân có phải hay không cũng có thể từ chỗ sâu trở về đây. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Tiểu nhị, phía trên hai bình rượu ngon, lại làm mấy cái thức nhắm. Đột nhiên, một đạo mang theo từ tính thanh âm vang lên. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến hiện tại còn có người dám tiến vào túy thần lâu, không khỏi quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo hắc bào thân ảnh đi đến. Hắc bào nhân dáng người cao gầy. Một đầu đen kịt tóc choàng tại sau vai, bên trái bên hông cài lấy một cây mặc ngọc chế tạo cây sáo,
bên phải cài lấy một thanh cổ phát trường kiếm. Bất quá, bọn họ lại nhìn không rõ hắc bào nhân dung mạo, bởi vì hắn mang theo một cái hắc sắc bằng sắt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi đen kịt con mắt. Từ vừa mới thanh âm phán đoán, người này hẳn là một cái nam tử, hơn nữa tuổi tác không lớn, hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi. À, này đã có sẵn. Hắc bào mặt nạ nam nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ trên bàn thịt rượu, tức khắc đi tới, hai vị, ta có thể ngồi này sao? Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến này hắc bào mặt nạ nam như thế nhiệt tình, mấu chốt nhất là, hắn dĩ nhiên một chút đều không sợ bản thân. Mời, Tiêu Phàm đối này hắc bào mặt nạ nam cũng hứng thú, chí ít, đối phương này đạm nhiên khí chất, nhưng hắn lau mắt mà nhìn. Những người khác cái nào nhìn thấy bản thân không phải sợ hãi muốn chết. Có thể này hắc bào mặt nạ nam vậy mà còn chủ động hướng phía bên mình tới gần. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Hắc bào mặt nạ nam sang sảng cười một tiếng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, liền bắt đầu ăn như gió cuốn, tựa như quỷ chết đói đầu thai một dạng. Tiểu Bạch, người có thể nhìn ra hắn tu vi gì sao? Tiêu Phàm âm thầm cho Bạch Ma truyền âm nói. Vừa mới nhìn kỹ hắc bào mặt nạ nam vài lần, nhưng hắn kinh ngạc là, hắc bào mặt nạ nam trên người khí tức không có mảy may tiêu tán, hắn hoàn toàn nhìn không ra là tu vi gì. Này khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, tu luyện vô tận chiến điển, đồng dạng đồng giai tu sĩ, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra tu vi, có thể trước mắt thần bí mặt nạ nam lại làm cho hắn thúc thủ vô sách. Nhìn không thấu, Bạch Ma đáp lại nói. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, Bạch Ma thế nhưng là thần vương cảnh hậu kỳ A, liền hắn đều nhìn không thấu. Vậy cái này hắc bào mặt nạ nam thực lực lại là biết bao cường đại. Chí ít, hắn ẩn tàng bản thân khí tức thủ đoạn thủ khuất một chỉ. Không sai, không nghĩ đến bách sát tháp, còn có dạng này món ăn ngon. Thần bí mặt nạ nam cười to nói, ăn gọi là một cái thống khoái, hoàn toàn quên Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tồn tại. Tiêu Phàm ngược lại cũng không có quan tâm, chí ít tạm thời tới nói, này mặt nạ nam đối bản thân có vẻ như không có cái gì ác ý. Hắn không hỏi thần bí mặt nạ nam danh tự, đối phương cũng không có quan tâm hắn gọi có ý tứ gì, ba người cứ như vậy ngồi ở một cái bàn bên cạnh ăn uống vào. Thời gian chậm rãi xói mòn, hắc bào mặt nạ nam hoàn toàn chính là một đại vị vương, dòng dã ba canh giờ, hắn đều không dừng lại. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hoàn toàn ngốc trệ ở nguyên chỗ, si ngốc nhìn xem hắc bào mặt nạ nam, bọn họ còn chưa thấy qua có người có thể ăn như vậy có thể uống. Ngàn Vũ Ca Kiếm Hồng Trần ngay ở nơi đó. Lần này, nhìn hắn chạy trốn nơi đâu. Đợi chút nữa, ta nhất định phải đem hắn ăn sống nuốt tươi, dùng nó huyết nhục cho chó ăn. Sốt cục, yên tĩnh bị đánh vỡ, một cỗ cường hoành khí thế hướng về túy thần lâu bao phủ mà đến, so với trước đó phong lôi tuyệt bọn họ khí tức càng thêm cường đại mấy phần. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nhếch miệng cười nói, đến ngược lại là rất nhanh a. Vừa dứt lời. Túy thần lâu lần nữa bị vây được chật như nêm cối, mấy đạo khí tức tập trung vào Tiêu Phàm, trong đó ba người, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, chính là trước đó Phong Lôi Tuyệt, Thương Vân Hải cùng Kiếm Thiên Hồng. Bất quá, ba người một lần này lại là phân biệt đứng ở ba người khác phía sau, một mặt cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm Hồng Trần, ngươi dám đoạn ta một tay, ta vừa mới nói, định để ngươi sống không bằng chết. Ta đại ca ở đây. Còn không cút ra đây nhận lấy cái chết. Phong Lôi Tuyệt cuồng bá thanh âm vang lên. Phong Lôi Tuyệt đại ca, đây không phải là Phong Lôi Đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Phong Lôi Diễn sao? Phong Lôi Diễn dĩ nhiên cũng trở về. Không chỉ có Phong Lôi Diễn, các ngươi nhìn Kiếm Thiên Hồng cùng Thương Vân Hải phía trước đối hai người, kia hình như là Kiếm Thiên Vũ cùng Thương Vân Lan, hai người đều là đế vực đệ nhất thiên tài a, truyền văn đã sớm xông qua bách sát tháp 70 ải. Kiếm Thiên Vũ, Thương Vân Lan, Phong Lôi Diễn bọn họ vậy mà đều từ bách sát tháp chỗ sâu chạy về. Lần này, Kiếm Hồng Trần đoán chừng hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Đoàn người cũng nhận ra ba người kia, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đám người cũng không nghĩ đến, Phong Lôi Tuyệt bọn họ tìm đến cường viện nhanh như vậy. Từ đệ thất 10 tầng chạy về nơi này, thế nhưng là muốn bỏ ra cực lớn đại giới a, một mai huyết linh thạch giá trị không phải nhỏ, mà từ đệ thất 10 tầng trở về. Chí ít đều phải tốn phí 20 khối huyết linh thạch. Ngươi liền là Kiếm Hồng Trần, nghe nói ngươi gần nhất huyên náo rất hăng hái, liền hướng Nam Thiên đều chết ở trong tay ngươi, vạn la đế vực đệ nhất nhân.
mở miệng nói chuyện lại là Thương Vân Hải trước người bạch bào thanh niên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có một tia vẻ khinh thường. Bạch bào nam tử chính là Thương Lan đế vực đệ nhất thiên tài Thương Vân Lan, trên người khí tức 10 phần cuồng bạo, dĩ nhiên cũng đã đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản liền con mắt đều không nhìn hắn một cái, bằng vào khí thế liền nghĩ hù dọa hắn, đó là không có khả năng. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, chọc tới ta Thương Vân Lan trên đầu, hôm nay, ta nhất định phải vì ta Thương Lan đế vực tu sĩ đòi lại một cái công đạo, ngươi tự sát a. Thương Vân Lan phẫn nộ đến cực điểm. Lan, đừng quấy rầy ta ăn đồ vật. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, một bên hắc bào mặt nạ nam đột nhiên quát mắng một tiếng, trong miệng còn đút lấy một ngụm thịt thơm. Ngươi lại tính là gì đồ vật, không muốn chết liền cút ngay. Thương Vân Lan hầm hầm giận dữ, bản thân đường đường một vực đệ nhất nhân, lại bị một cái vô danh tiểu bối giày. Lại cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Hắc bào mặt nạ nam tử buông xuống chén rượu trong tay, một ngụm nuốt vào trong miệng thịt thơm, lăng lệ con ngươi nhìn về phía Thương Vân Lan nói. Ta để ngươi lăn, ngươi không. Thương Vân Lan nổi giận nói, liền Tiêu Phàm hắn đều không để trong mắt, huống chi một cái vô danh tiểu bối. Bang, Thương Vân Lan lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo chớp lóe nở rộ mà ra, vẻn vẹn chợt lóe lên rồi biến mất, Thương Vân Lan thanh âm két két mà dừng. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy Thương Vân Lan mắt như chuông đồng, đứng ở đó không nhúc nhích, tựa như nhìn thấy quỷ một dạng. Phốc, đột nhiên, Thương Vân Lan mi tâm tóe bắn ra một đạo lợi mang, cả người bỗng nhiên một phân thành hai, ngũ tạng lục phủ chiếu xuống, mưa máu phun ra. Tê bốn phía một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều lộ ở mặt đất thi thể phía trên, toàn trường một phiến tĩnh mịch. Chết! Thật lâu, có người kinh hô mà ra, ngữ khí bên trong đều là kinh khủng ý. Ngay sau đó, đoàn người ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắc bào mặt nạ nam trên người, đại bộ phận người đều không thấy rõ ràng vừa mới là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn biết rõ, nhất định là hắc bào mặt nạ nam xuất thủ. Đây chính là Thương Lan đế vực đệ nhất nhân A, dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị giết chết. Miểu sát, chân chính miểu sát, Tiêu Phàm trong lòng cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Hắn vừa mới mặc dù thấy được hắc bào mặt nạ nam xuất thủ, thế nhưng tốc độ lại là hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết. Cho dù là hắn, cũng không có đầy đủ tự tin lập tức vừa mới một kích. Mà cái này một kích, vẻn vẹn chỉ là hắc bào mặt nạ nam tầm thường nhất một kích mà thôi, nếu như hắn toàn lực ứng phó, lại là biết bao đáng sợ. Mạnh, không phải bình thường mạnh, đây là Tiêu Phàm đối hắc bào mặt nạ nam nhận biết, tiến vào bách sát chiến trường đến nay. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế cường đại nhân vật, hắc bào mặt nạ nam xem như đệ nhất nhân. Hắn rốt cuộc là người nào? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, những người khác nhanh chóng suy nghĩ lên, nhìn về phía hắc bào mặt nạ nam ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chém giết một đại đế vực đệ nhất nhân, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, bậc này mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật, tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Thần vương cảnh hậu kỳ, thời gian pháp tắc. Bạch Ma hít sâu một cái, âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Thời gian pháp tắc, thần vương cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cũng nhấc lên sóng lớn sóng biển, nhìn về phía hắc bào mặt nạ nam ánh mắt cũng biến hoàn toàn khác biệt. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, phải biết, thần vương cảnh là không thể tiến vào ngũ đại hung địa A, này hắc bào mặt nạ nam tiến vào hung địa thời điểm, khẳng định chỉ là cổ thần cảnh tu vi. Có thể lúc này mới bao lâu? Hắc bào mặt nạ nam liền đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, bậc này thiên phú, liền Tiêu Phàm đều có chút tự ti mặc cảm. Hắn tự xưng thiên phú không tồi, chỉ ít viễn siêu cùng tuổi tu sĩ, có thể cùng hắc bào mặt nạ nam so sánh, hắn Tiêu Phàm thiên phú lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mà lúc này, hắc bào mặt nạ nam lại là đầu nhập vào trên mặt bàn món ngon, tựa như vừa mới hắn giết chết, căn bản không phải đế vực đệ nhất thiên tài. Mà là chụp chết một đầu khiến người chán ghét con muỗi. Đoàn người rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, giờ phút này lại không một người nghĩ đến chém giết Tiêu Phàm sự tình. Này hắc bào mặt nạ nam cùng Tiêu Phàm ngồi cùng một chỗ, ai biết bọn họ là quan hệ thế nào. Bọn họ những người này đối phó một cái Tiêu Phàm cũng đã phiền toái, nếu như đối mặt hắc bào mặt nạ nam mà nói, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tiêu Phàm cũng hơi hơi kinh ngạc.
hắn cố ý thả đi Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải, liền là để bọn hắn đi tìm Cường Việt, nhưng bây giờ nhìn đến, những người này liền động thủ dũng khí đều không có. Kiếm Thiên Hồng cùng Phong Lôi Tuyệt đám người tựa như điện giật đồng dạng, cứng ngắc ở nguyên chỗ không nhúc nhích, vào cũng không phải, lui cũng không phải. Tất cả mọi người đều đồng thời nhìn xem hắc bào mặt nạ nam uống rượu, thời gian dường như dừng lại một dạng. Dù là Tiêu Phàm cũng là như thế, trong lòng hơi hơi đề phòng, nếu như hắc bào mặt nạ nam đối động thủ, hắn đoán chừng phải toàn lực ứng phó. Thực sự là mất hứng. Thật lâu, hắc bào mặt nạ nam duỗi lưng một cái, nhìn bốn phía tu sĩ một cái, có chút khó chịu nói, rốt cục ăn no rồi, vị huynh đài này, ta thiếu ngươi một bữa cơm, sau này còn gặp lại. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắc bào mặt nạ nam đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, người nào cũng không biết hắn là như thế nào rời đi. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ngược lại là thấy rõ ràng từng chút một, đó là nhanh đến cực hạn tốc độ, người bình thường nhãn lực căn bản bắt không đến. Hảo cường người trẻ tuổi, dù là bản đế đánh với, phần thắng đoán chừng cũng liền chia 5 năm. Bạch Ma trong lòng than nhỏ nói, hắn cũng vì hắc bào mặt nạ nam thực lực cảm thấy chấn kinh. Tuy nhiên hắn cũng là thần vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là trường sinh thú thân thể, nhưng đối mặt hắc bào mặt nạ nam, cũng có chút phát run. Xác thực rất mạnh, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng một cỗ chiến ý lặng yên mà sinh. Nguyên bản hắn coi chính mình thực lực đã đầy đủ mạnh, nhưng là cùng hắc bào mặt nạ nam so sánh, lại không ngoài như vậy. Đoàn người nhìn thấy hắc bào mặt nạ nam rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, rất nhiều người trong thoáng chốc. Mới phát hiện bản thân phía sau lưng đã ướt đẫm. Thật lâu, đoàn người ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người, Thương Vân Hải trên mặt sợ hãi chậm rãi biến mất, chiếm lấy vô tận phẫn nộ, Kiếm Hồng Trần, người dĩ nhiên hại chết ta đại ca, ngươi là muốn cùng ta Thương Lan đế vực không chết không thôi sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng vô cùng khó chịu, ngươi nha, nhiều như vậy con mắt nhìn thấy Thương Vân Lan là bị hắc bào mặt nạ nam giết, ngươi dĩ nhiên quái đến trên người của ta. Ta một mực ngồi ở cái này không động được sao? Bất quá, Tiêu Phàm cũng không phải sợ phiền phức chủ, cười lạnh một tiếng nói, đã ngươi muốn nói như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, đi gặp ngươi đại ca a. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay một chảo, to lớn thần lực chi chảo nhào về phía Lôi Vân Hải. Làm càn, lúc này, Phong Lôi Tuyệt bên người bạch sam nam tử gầm thét một tiếng, một quyền hướng về Tiêu Phàm gầm thét mà tới, hư không ầm vang rung động. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đồ sau đó lui. Oanh một tiếng nổ vang, túy thần lâu trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn bay vụt tứ phương, đường cái phía trên bụi bặm nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Một lát sau, tất cả mới khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm cùng bạch ma thân ảnh cũng bại lộ đi ra, bốn phía năm đạo thân ảnh, gắt gao vây hắn lại. Bên ngoài còn có một nhóm tu sĩ làm thành một vòng, thiên thượng địa hạ, đâu đâu cũng có. Kiếm Hồng Trần, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Phong Lôi Tuyệt gầm thét, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Tự tìm cái chết, Bạch Ma cũng nổi giận, những người này thật đúng là không biết tốt xấu, Tiêu Phàm không giết bọn hắn, bọn họ vốn hẳn nên cảm thấy vui mừng. Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà còn chủ động tới tìm phiền phức, đây không phải tự tìm cái chết, lại là cái gì đâu. Không cần ngươi động thủ, Tiêu Phàm cười nhìn Bạch Ma một cái. Tự tin cười một tiếng, lập tức nhìn về phía chung quanh năm người nói, Phong Lôi đế vực, Thiên Kiếm đế vực, Thương Lan đế vực, Kiếm Mỗ có vẻ như cùng các ngươi không có gì thù a. Không thù, ngươi hãm hại ta Phong Lôi đế vực tu sĩ thời điểm, nên nghĩ kỹ hiện tại kết cục. Phong Lôi Tuyệt cười lạnh một tiếng, hiện tại biết rõ hối cải, ngươi cho rằng hữu dụng không? Không cần cùng hắn nói nhảm, giết hắn lại nói. Một bộ hỏa hồng váy dài Kiếm Thiên Hồng cũng cười lạnh nói. Nàng bị Tiêu Phàm cướp đi càn khôn giới, trong lòng có thể còn nhớ cửu hận đây. Thoại âm rơi xuống, ngũ đại cường giả toàn bộ đều hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đến, nhất là Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Diễn, hai người này càng là bộc phát ra thần vương cảnh trung kỳ khí thế. Xác thực không nên cùng các ngươi nhiều như vậy nói nhảm. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, một vòng sát quang từ trong mắt bắn ra. Hắn cũng không có xuất thủ, mà là trong tay áo hai tay. Đột nhiên bóp một cái phát giác, chỉ thấy Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải mi tâm một đạo kim quang lóe qua, bất quá ẩn tàng rất tốt, người nào cũng không có phát hiện.
mắt thấy năm người công kích sắp rơi xuống thời khắc, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải hai người bỗng cải biến thế công, thẳng hướng bên người Phong Lôi Diễn cùng Kiếm Thiên Vũ. Phong Lôi Tuyệt, ngươi làm cái gì? Phong Lôi Diễn sắc mặt đại biến, chính diện giao phong, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền sát Phong Lôi Tuyệt. Nhưng bây giờ, hắn thế nhưng là đối Phong Lôi Tuyệt hoàn toàn buông lỏng đề phòng, chỉ muốn giết chết Kiếm Hồng Trần, nơi nào sẽ nghĩ đến Phong Lôi Tuyệt sẽ đột nhiên đánh lén hắn. Thương Vân Hải, người điên rồi sao? Kiếm Thiên Vũ cũng là nổi giận không thôi. Năm người đồng tâm hiệp lực đối phó Kiếm Hồng Trần, có lẽ còn có rất lớn cơ hội, nhưng bây giờ, chiến cuộc nháy mắt cải biến. Phong Lôi Diễn cùng Kiếm Thiên Vũ hai người phản ứng rất nhanh, vội vàng chuyển di thế công. Đối phó bên người Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải, hai người tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là, vẫn như cũ không nhanh bằng Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải. Thình thịch, hai tiếng nổ vang, Phong Lôi Diễn cùng Kiếm Thiên Vũ hai người bị Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải đánh bay, trong miệng không ngừng ho ra máu, mảng lớn cung điện sụp đổ. Một màn này, nhường bốn phía tu sĩ hoàn toàn nhìn mắt choáng váng, trong lúc nhất thời không hiểu được. Phong Lôi Tuyệt bọn họ làm sao tự tương tàn sát? Có người hồ nghi nói, không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm lại là thần sắc đạm nhiên, trong lòng thầm nói, cấm thần tỏa hồn ấn quả nhiên so chủng ma chi thuật dùng tốt, liền đại đế đều không phản kháng được, huống chi thần vương cảnh đây. Lập tức, Tiêu Phàm nâng lên con ngươi, nhìn về phía độc thân một người Kiếm Thiên Hồng, nói, có vẻ như chỉ có ngươi một người, ta đồng dạng không giết nữ nhân, nhưng là ngươi để cho ta cảm thấy rất chán ghét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 134.